Em bắt đầu lên cuộc nhé. Hôm nay là chúng mình sẽ học bài mô đun tim mạch đúng không ạ? Các bạn đã học mô đun hô hấp rồi nhỉ? Lớp Y hay A đa khoa đúng không? Dạ vâng, tuần sau bọn em mới học hô hấp ạ. Tuần sau học à, rồi, okay. Thầy, không biết là cô hay thầy giảng. Khả năng là thầy Dương giảng các em. Thì hôm nay chúng mình sẽ học với nhau cái bài mô đun tim mạch, thì sẽ học ra làm hai bài. Thế nên là kiến thức nó hơi nhiều, nhưng mà cô hôm qua cô nhớ là cô dặn các bạn là đọc bài trước ở nhà rồi, nên là lượng kiến thức thì cô chỉ mang tính chất là giới thiệu thôi nhé. Bài đầu tiên chúng ta học đó là bài chấn thương và vết thương tim. Chấn thương và vết thương tim. Thế cái chấn thương và vết thương tim này là bài học trước, và bài thứ hai chúng ta sẽ học là bài chấn thương và vết thương mạch máu ngoại vi. Thì bây giờ có vào bài luôn này. Hôm qua mình có học cái bài hội chứng chảy máu trong, thì cô có nói để phân biệt một cái chấn thương và vết thương bụng, thì cũng tương tự như thế. Thì là khi mà phân biệt một cái chấn thương, một cái vết thương, thì bao giờ người ta cũng lấy ranh giới là cái màng, trong đó thì trường hợp vết thương tim người ta sẽ lấy ranh giới là màng tim. Với vết thương bụng thì người ta sẽ lấy ranh giới là lá thành của phúc mạc. Và mấy hôm nữa các em học cái bài vết thương, chấn thương và vết thương ngực cũng vậy. Nếu một cái là chấn thương và vết thương ngực, thấu ngực ấy, thì người ta cũng sẽ lấy cái ranh giới là lá thành của màng phổi. Bài này cũng thế, người ta sẽ lấy cái ranh giới là cái màng ngoài tim. Nếu cái tổn thương mà gây thủng cái khoang, cái màng ngoài tim mà gây có sự thông thương giữa khoang màng tim với môi trường bên ngoài, thì người ta sẽ gọi là vết thương tim. Còn lại những cái tổn thương mà chỉ gây đụng dập mà không làm thủng cái khoang màng tim ra, xin lỗi, không làm thủng cái màng ngoài tim ra, thì người ta vẫn gọi là chấn thương tim. Bây giờ sẽ đi theo hai phần riêng biệt nhé. Phần đầu tiên cô sẽ giới thiệu với các bạn sẽ là phần về vết thương tim. Vết thương tim. Phần đầu tiên sẽ giới thiệu về vết thương tim. Vậy vết thương tim là như các bạn nói ấy, thì bây giờ chúng ta sẽ bàn với nhau về cái nguyên nhân. Trong cái ngoại khoa nói chung ấy, thì cái nguyên nhân là một trong những cái định hướng rất quan trọng. Ví dụ các em muốn biết được rằng là bệnh nhân thì tổn thương mức độ như thế nào rồi, thì các em cũng phải định hướng đầu tiên hỏi người ta ấy, là cái gì đâm vào này đúng không? Đâm vào kích thước như nào, hình dạng như làm sao này, vị trí nào để mình còn định hướng được cái chẩn đoán. Thì cái nguyên nhân mà gây nên vết thương tim người ta sẽ chia ra làm hai nhóm nguyên nhân. Nhóm nguyên nhân đầu tiên là hỏa khí và nhóm thứ hai là ác khí. Thì nghe cái từ đấy nhá, có biết là cái nguyên nhân gây nên vết thương tim nhá, là hỏa khí này và bạch khí này. Có bạn nào biết về thế nào là hỏa khí và thế nào là bạch khí không? Hỏa khí, hung khí. Nhưng mà hỏa chia khí. Làm hỏa khí là đạn dược, bom đạn ấy. Còn, à chính xác. Bạch khí là gì em? Bạch khí là các loại dao hay là thanh sắt. Đúng. Hỏa khí, cái từ hỏa là đem đến cho chúng ta cái hình ảnh là của những cái hung khí mà bom đạn dược và có tính chất nhiệt đúng không? Nếu mà so sánh hỏa khí và bạch khí thì cái nào sẽ thường là gây nên vết thương nặng hơn nhỉ? Hỏa khí sẽ gây nên vết thương nặng hơn đúng không? Bởi vì nó có một là ngoài cái vết thương theo đúng cái hình dạng của tổn thương ra mà nó còn gây nên do cái sự phá hủy của nhiệt độ nhá, sự phá hủy của nhiệt độ. Thường là vết thương tim mà gây nên do hỏa khí thì tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Nhưng một cái là rất là may mắn đó là ở Việt Nam mình ấy, thì cái tỷ lệ vết thương hay gặp là do hỏa hay bạch. Ở Việt Nam mình ấy. Việt Nam mình thì chắc bạch khí của chắc là bạch khí đúng không? Gần như là hỏa khí là không gặp. Cái này nó còn phụ thuộc vào cái nền chính trị mình có được dùng súng đạn bom mìn gì đâu, nên là cái vết thương chủ yếu của chúng ta gặp
là bạch khí. Và đây cũng là một trong những cái lợi thế của bác sĩ Việt Nam đúng không? Chủ yếu là dao đâm, rồi tai nạn lao động, tai nạn giao thông, rồi bị đâm những cái vật cứng sắc nhọn vào vùng ngực thôi. Các bạn thường ấy, khi mà chúng ta biết là vết thương do bạch khí thì cái khi mà cái chẩn đoán cũng như là cái tầm soát về mức độ tổn thương nó sẽ dễ hơn hỏa khí rất là nhiều. Vì bạch khí đường đi rất cụ thể, nhìn nó có thể biết được nhá. Bây giờ vào khoa cấp cứu này và các em thường là sẽ gặp trong khi cái hỏa cái bạch khí, nghĩa cái không khí vẫn còn nguyên trên thành ngực. Người ta bảo là khi mà đâm nhau đúng không? Đâm nhau là cái anh tốt là anh còn đang còn để dao trên đấy, mà đâm một vào ngực xong còn rút dao ra thì thế mới là thâm đúng không ạ? Nếu mà đâm xong rồi rút dao ra thì vô hình chung là khi mà con dao đang trên thành ngực thì nó cũng coi như là cái barrier để làm sao giữ để cho máu nó cầm, cần như một cái chèn vào đấy, một cái băng ép vào đấy để máu nó còn cầm được. Trong trường hợp mà bị vết thương dao đâm vào ngực xong rồi người đâm người ta rút ra thì máu nó không thể cầm được luôn, nhất là khi đâm vào bụng tim. Và đây cũng là một trong những cái mà chúng ta cần chú ý, đó là khi bệnh nhân vào khoa cấp cứu, bệnh nhân có không khí đâm vào thành ngực thì đừng có ai mà nghĩ là ôi bác sĩ cắm đầu cắm cổ nên là rút cái dao ra, rút cái thanh sắt ra cho bệnh nhân. Thì đấy là một trong những cái mà làm cho bệnh nhân tử vong một cách nhanh chóng hơn. Và nhiệm vụ của các bạn bây giờ đó là hồi sức cho bệnh nhân và đưa bệnh nhân lên phòng mổ cách nhanh nhất. Và chỉ rút khi nào? Chỉ rút khi là có các phương tiện hồi sức cấp cứu ngay ở đấy thôi. Đồng thời là khi mà rút ra ngay lập tức thì kíp phẫu thuật sẽ một cách nhanh chóng, là sẽ thực hiện khâu rồi phục hồi các tổn thương một cách nhanh chóng nhất. Chứ còn không ai ở ngoài đường hoặc ở phòng cấp cứu mà đã lôi ra rút hung khí, rút dao cho bệnh nhân nhé. Đó cũng là một trong những cái quy tắc mà cấp cứu bệnh nhân có vết thương tim tuyệt đối không rút hung khí khi mà hung khí còn đang trên thành ngực. Chỉ rút khi mà bệnh nhân đã được nằm trên phòng mổ, có các phương tiện hồi sức hỗ trợ. Đó là về vết thương tim, về cái nguyên nhân gây đến vết thương tim là có hai cái đó. Về cái thứ hai là cô sẽ nói với các bạn này, vừa nói với nhau rằng là ở Việt Nam sẽ phần lớn là do dao kéo rồi gậy gộc đâm ngực, thì chúng ta sẽ định hướng được là vết thương nó sẽ có hai sẽ có ba cái cần nói, đó là lỗ vào này, lỗ ra và đường đi, đúng không ạ? Lỗ đâm vào, lỗ ra và đường đi. Thì còn một số trường hợp đó là vết thương chột tức là có lỗ vào, có đường đi nhưng mà không thấy lỗ ra. Thì nói tóm lại là dựa vào cấu trúc lỗ vào này, đặc quan trọng nhất là chúng ta phải quan tâm đến cái lỗ vào của hung khí. Và cái lỗ vào đấy có nghĩa là lỗ vào ở trên vị trí nào trên thành ngực thì sẽ định hướng các tổn thương tương ứng. Ví dụ lỗ vào mà em thấy lỗ vào ở trên gần rốn chẳng hạn thì nghĩ ngay là khí này khả năng rất là cao sẽ đâm vào ruột non, đúng không? Thấy ở vùng mạng sườn phải, nghĩ ngay là khả năng sẽ đâm xuyên vào gan, vân vân. Cũng như tim cũng thế, nếu mà định hướng được lỗ vào ở vị trí nào, chúng ta sẽ có tương ứng các tổn thương nó khác với hỏa khí đấy. Hỏa khí nhá, dùng súng và đạn bắn, cái đường đi của nó rất là phức tạp, có thể bắn ở điểm này nhưng tổn thương nó ở điểm khác, lỗ ra nó ở điểm khác và đường xuyên thấu của nó là rất phức tạp. Nhưng riêng đối với bạch khí là cái đặc sản của Việt Nam thì khi mà các em xác định lỗ vào thì các em gần như đã nắm được đúng cái lỗ vào đấy là sẽ có tổn thương gì tương ứng trên thành ngực, vì các em là người hiểu giải phẫu. Do vậy mà cái vùng vết thương tim này cô có giới thiệu cho các bạn về hai cái định nghĩa, đó là vùng nguy hiểm của tim, vùng nguy hiểm tương đối. Trong sách giáo khoa có cái phần vùng nguy hiểm tương đối tuyệt đối nhỉ? Các bạn, cô không có tài liệu của các em ở đây. Tuyệt đối. Hai cái vùng này, cho câu hỏi là trong sách giáo khoa các bạn có cái khái niệm vùng nguy hiểm tương đối và tuyệt đối không? Trong sách của trường mình thì em được cô là ở trong sách trường mình với trong sách Đại học Y Hà Nội em không tìm thấy bài vết thương tim của mình ạ.
À, hình như là bài vết thương tim nó sẽ nằm ở một mục trong bài vết thương ngực. Ngày xưa là bài vết thương tim là nó chỉ là một mục trong bài vết thương ngực thôi, nhưng mà từ ngày có cái module tim mạch thì bắt đầu mới tách cái bài vết thương tim ra. Chứ còn thực tế là nó là một trong những cái tổn thương của ngực thôi. Thì chắc các em tìm cái bài mà khám chấn thương vết thương ngực ấy, thì cái phần cuối thì mình lại có phần vết thương tim đấy. Chứ còn nếu mà một bài riêng thì không có thật. Các bạn tìm thấy chưa? Dạ rồi ạ. Thế trong bài đấy các em có nhìn thấy cái khái niệm về vùng nguy hiểm tương đối tuyệt đối không? Thì thường là cô sẽ phải thường cô hay vẽ, nhưng mà vẽ này thì Cái sợ xấu. có ở Cái đây nó tam có giác nêu qua. nguy hiểm đúng không ạ? À đúng rồi, các bạn nhìn vào đấy của cô đi. Đó thì có hai hai cái khái niệm, một đó là vùng nguy hiểm tương đối và vùng nguy hiểm tuyệt đối. Thì nó nói về đây này, cái vùng nguy hiểm tương đối vùng nguy hiểm tương đối nhé, thì cộng với cái vùng tuyệt đối, vùng nguy hiểm tuyệt thì hai cái vùng này cộng với nhau thì nó sẽ tạo ra một cái vùng người ta gọi là vùng nguy hiểm của tim. Hai cái vùng này cộng với nhau thì người ta gọi là vùng nguy hiểm của tim. Vậy chúng ta sẽ học hai khái niệm là thế nào là vùng nguy hiểm của tim, thì và khái niệm vùng nguy hiểm tuyệt đối của tim, thì vùng nguy hiểm tương đối sẽ là vùng còn lại. Các bạn tưởng tượng ra không ạ? Thì trên cái thành ngực ấy, trên cái thành ngực của các em, trên cái thành ngực của bệnh nhân này, bây giờ mình xác định như sau này. Khi trên cái thành ngực, khi mà vẽ một cái đường đi qua khoang liên sườn hai, cô vẽ cái này khó quá, hơi xấu một tí. Các bạn nhìn vào trong cái sách giáo khoa này khó vẽ nhỉ. Các bạn nhìn vào trong sách giáo khoa nhé, trong cái thành ngực ấy các bạn nhìn thấy, các bạn giáo cái vùng nguy hiểm của tim sẽ là một hình chữ nhật. Một hình chữ nhật này nó xác định bởi bốn cạnh, cạnh phía bên trên của nó này, cạnh phía bên trên của nó này, nó sẽ là ngang với mức của khoang liên sườn số 2. Khoang liên là ngang với mức khoang liên sườn 2, các bạn tưởng tượng được không ạ? Dạ có hình ảnh được không? À, trong sách có hình ảnh rồi đúng không em? Thì cái đường phía trên ấy, đường phía trên nó sẽ là Dạ ngang với mức khoang liên sườn 2 nhá. Đường phía dưới này này là người ta sẽ nối từ rốn đến cái vị trí mũi ức. Đây là mũi ức này, đây là rốn này. Người ta chia ra làm 3 phần, 1 này, 2 này, 3 này. Thì cái đường nối ở 1/3 trên với 2/3 dưới, đường nối từ mũi ức đến rốn, thì đây người ta gọi cái đường ngang ở cạnh dưới. Đấy là cạnh thứ hai. Cạnh thứ ba này, cạnh thứ ba thì góc bên bên gì nhỉ, góc bên phải, người ta sẽ lấy đường chung đòn bên phải. Đây là đường chung đòn phải này. Và đường cuối cùng ở góc bên này sẽ là đường ngách trước bên trái đó. Thì cái hình này nó là hình chữ nhật, và hình chữ nhật này người ta được gọi là vùng nguy hiểm của tim. Tức là gì, các em phải hiểu là khi có không khí hay bạch khí đâm vào vùng nguy hiểm của tim thì tiên lượng sẽ có vết thương tim. Còn tiên lượng đến mức độ nào thì chưa biết. Bây giờ chúng ta học tiếp nhá. Khoang liên sườn 2 này là cạnh trên này, cạnh dưới là đường nối giữa 1/3 trên với 2/3 dưới, đường nối từ mũi ức đến rốn này. Bên này, bên 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 phải sẽ là đường chung đòn phải, và bên trái sẽ là đường nách trước bên trái. Nó tạo nên một cái hình chữ nhật, người ta gọi là vùng nguy hiểm của tim đây, vùng nguy hiểm của tim. Bây giờ chúng ta sẽ học đến tam giác tim, hay còn gọi là vùng nguy hiểm tuyệt đối của tim. Thì tam giác tim là một tam giác mà với đỉnh chính là mỏm tim. Đây, đây là mỏm tim đây. Và đáy của nó chính là đường cạnh ức bên phải. Cái đường cạnh ức bên phải mà nối với lại cái mỏm tim thì người ta sẽ gọi là đây là tam giác tim này. Tam giác tim. Đó. Và cái tam giác tim này người ta gọi là vùng nguy hiểm tuyệt đối.
tuyệt đối. Các bạn tưởng tượng ra chưa nhỉ? Thế thì khi mà dùng bệnh nhân bị hung khí mà đâm vào vùng nguy hiểm tuyệt đối, tức là tam giác tim, đâm vào cái vùng tam giác tim này, thì tỷ lệ gây nên vết thương tim nó sẽ rơi vào 80-90%. Tức khi đâm vào đây, em mà nhìn thấy hung khí đâm vào đây này, thì gần như đến 80-90% là vào tim rồi. Có 10-15% còn lại đó là do ông ấy đâm quá đông, đúng không? Có những người ấy, nghĩa là ngay cả các em khi họ học về cơ chế chấn thương nhá, nếu các em hỏi bệnh nhân này là bệnh nhân tự sát nó sẽ khác, và bệnh nhân bị sát hại nó khác nhá. Bệnh nhân mà bị người khác đâm vào ngực thì bao giờ lực chấn thương nó sẽ mạnh hơn so với bệnh nhân tự sát. Cô đã từng vào khoa cấp cứu và gặp cái trường hợp này này, đó là bệnh nhân có bị vết dao đâm vào đúng vùng nguy hiểm tuyệt đối của tim, tức là vào vùng tam giác tim. Tuy nhiên là rồi các bác sĩ cúng cuồng lên, xong rồi đưa phòng cấp cứu, thực tế là mở ra thì nó có chớm một tí qua da thôi. Thì hỏi ra là do bệnh nhân này tự sát, nhưng mà kiểu như là đau hay thế nào không dám đâm bản thân mình ấy, thì chỉ dám đâm hờ hờ một tí thôi. Vậy các vết thương vào vùng nguy hiểm tuyệt đối của tim thì vẫn chỉ rơi vào khoảng 80-90% nó sẽ vào tim thôi. Với những trường hợp đâm quá đông ở da và đâm trùng với vị trí của xương ức và không vượt qua được thành xương ức thì vẫn có thể là không gây nên vết thương tim. Trường hợp số 2 đó là bệnh nhân đâm vào vùng nguy hiểm tương đối. Tương đối là gì? Là cái vùng mà cả cái vùng trọng tim này là cái vùng xung quanh, thì người ta gọi là vùng tương đối. Và khi đâm vào vùng tương đối thì tỷ lệ vào tim sẽ thấp hơn. Tỷ lệ vào tim sẽ thấp hơn. Tuy nhiên chúng ta cần phải nhớ này, nếu một bệnh nhân vào với các em, bệnh nhân có hung khí đâm vào vùng nguy hiểm tương đối của tim, tương đối là cái vùng ngoại vi, đúng không? Tương đối là cái vùng ngoại vi này. Đó. Khi mà đâm vào vùng ngoại vi thì ngoài cái việc tầm soát vết thương tim ra, các em cần phải tầm soát thêm các tổn thương cơ quan phối hợp. Tức là đâm vào đúng cái tam giác tim thì thường chỉ có tim tổn thương thôi. Nhưng nếu mà đâm vào cái vùng tương đối thì ở đây, đâm vào vùng này, ngoài khả năng có thể tim tổn thương ra thì còn khả năng bị chính cái nhu mô phổi bên phải bị tổn thương. Tương tự, nếu mà đâm vào vùng nguy hiểm tương đối lệch phía bên trái đây, vùng này này, thì ngoài vết thương tim ra, bệnh nhân có thể bị tổn thương thêm cả nhu mô phổi, màng phổi bên trái. Ngoài ra, nếu mà đâm vào vùng phía dưới này này, đó, đâm vào vùng phía dưới này này, cái đường này nó nối từ mũi ức đến rốn, mà cái vùng phía dưới này có khả năng nếu đâm vào sẽ có thể tổn thương thêm dạ dày này, gan trái này, đúng không ạ? Rồi là cơ hoành nhá. Nếu các em học bài chấn thương ngực mà cô có còn gặp với các bạn thì cô sẽ nhấn mạnh cho các bạn về cái chấn thương gọi là ngực bụng. Chấn thương ngực bụng đây là một cái tổn thương cực kỳ nặng. Chấn thương ngực bụng là gì? Chấn thương đó là từ ngực xuyên xuống bụng và từ bụng, hoặc là từ bụng xuyên lên ngực. Hai cái chấn thương ngực bụng, cái cụm từ chấn thương ngực bụng nó tương ứng với cái việc là chấn thương thủng cơ hoành, đúng không ạ? Từ ngực xuyên lên bụng, hoặc xin lỗi, từ bụng xuyên lên ngực hoặc là từ ngực xuyên xuống bụng đều làm thủng cơ hoành cả. Và đây là một tổn thương cực kỳ là phức tạp, do có cái hiện tượng thủng cơ hoành. Khi cơ hoành mà bị thủng ấy thì sẽ có cái cơ chế đó là gì nhỉ? Cái áp lực âm trong khoang màng phổi nó sẽ hút tất cả những thứ khác về trong cấu trúc khoang màng phổi của nó, và vô hình chung là nó sẽ hút luôn cả các tạng ở bụng lên trên, nó sẽ hút cả các tạng. Vì thế mà làm sao bệnh nhân sau khi chấn thương một bụng chụp X quang lên, đúng không, ngoài cái tràn khí tràn máu màng phổi ra thì có khi cả dạ dày cũng thủng lên đấy này, thậm chí là những cái tổn thương gan còn lên đấy, thậm chí là bệnh nhân bị thủng ruột mà cơm cháo rồi thức ăn lên cả màng phổi cơ. Và không phải là bệnh nhân bị tử vong do nhiễm trùng gì đâu, mà trong trường hợp này bệnh nhân sẽ tử vong do suy hô hấp cực kỳ nhanh, bởi vì là cái áp lực âm khoang màng phổi bị không được lặp lại và sẽ dẫn đến suy hô hấp rất nhanh. Đó, vậy khi mà cô giới thiệu cái vùng nguy hiểm này này, không phải là để các bạn khi bệnh nhân vào phòng cấp cứu các bạn lôi bệnh nhân ra để vẽ lên được bệnh nhân nhá, không phải để vào vẽ lên bệnh nhân, mà để các em bằng mắt thường, bằng cái kinh nghiệm là đâm vào vùng nào thì sẽ gây nên vết thương tim, và đâm vào vùng nào thì ngoài cái vết thương tim ra chúng ta cần phải nghĩ đến những cái tổn thương phối hợp
có thể là phổi, có thể là màng phổi, có thể là gan, có thể là dạ dày, thậm chí là cơ hoành. Và bây giờ thì hôm qua cô dặn các bạn đọc bài rồi đúng không? Thế bây giờ cô cũng muốn hỏi các bạn một câu. Hỏi các bạn một câu đó là gì? Là về là xem là các bạn đã đọc sách như thế nào nhá. Đó là câu đầu tiên này, muốn hỏi các bạn về vết thương tim này. Tiếp theo các em ấy, là vết thương tim thì thường sẽ bị tổn thương ở buồng tim nào? Khi mà đâm một tim nhá, khi mà dùng hung khí đâm một tim thì buồng tim nào là buồng tim hay bị tổn thương nhất? Thắt trái ạ. À, một bạn đúng không? Em tên là gì nhỉ? Nhìn mặt ai? Em tên là Lệ ạ. Em tên là Lệ ạ? Vâng. Lệ, bạn ấy bảo là thất trái. Theo em có thể giải thích tại sao lại thường là buồng tim là buồng thất trái lại hay là bị nhất không? Tại vì buồng thất trái thì nó dày hơn. À, nó to hơn. À rồi, cũng một ý kiến, đúng rồi. À xin lỗi, không phải, đúng rồi. Đấy là một ý kiến, có bạn nào có ý kiến khác không? Em cô, bởi vì giải phẫu của tim thì tim sẽ nằm ngả ra sau và mỏm tim đẩy ra trước. Phần mỏm tim này thì chủ yếu là phần thất trái ở đằng trước. Thế nên là nếu như mà bị tổn thương thì sẽ hay tổn thương thất trái hơn. À, một chị đỡ cũng cho trái đúng không? Cô cũng muốn thêm ý kiến nữa. Thất trái không chính xác. Phần lớn là các bạn ấy. Em nghĩ là em nghĩ là thất phải ạ. Bởi vì là ở phải à? Tại sao nhỉ? Ở cái mặt ức sườn ấy thì em thấy là cái thất phải nó quay ra phần trước nhiều hơn ấy. Thì có thể là nó sẽ bị tổn thương. Tức là thất trái thì vẫn to hơn nhưng mà nó bị quay ra đằng sau một chút ấy. Bạn tên là gì nhỉ? Dạ em là Minh Đức ạ. À Minh Đức. Rồi. Cảm ơn Minh Đức. Còn bạn nào có ý kiến nào khác không? Thế cô nói luôn đáp án nhá. Câu trả lời chính là của bạn Minh Đức đấy. Cái khi mà trong tất cả các buồng tim, trong vết thương tim, các em phải tưởng tượng là đúng là cô giảng rất nhiều lớp và các bạn đều đoán là thất trái. Tuy nhiên phải công nhận là buồng thất trái là buồng tim lớn nhất, nhưng khi trong cơ chế chấn thương ở ngực thì buồng thất phải là buồng có tỷ lệ bị đâm vào cao nhất. Do cái cách mà khi mà các em học hình thể giải phẫu ấy, thì còn tức là ngày xưa các em học giải phẫu sẽ học theo kiểu là hình dạng từng buồng tim thế nào đúng không? Thậm chí là cái vị trí như thế nào. Thì bản thân cái giống như bạn Minh Đức bạn mô tả đấy là thất phải thì nó không lớn hơn thất trái. Tuy nhiên ở trên cái diện tiếp xúc mà các em xem lại giải phẫu đi, phần lớn thất phải tim nó sẽ nằm trong cái hướng gì nhỉ? Chích sang bên trái và hơi ra sau một tí như này xuống dưới, thế là toàn bộ cái buồng thất phải nó sẽ chiếm cái diện tích rất lớn ở trên cái tiết diện của quả tim, trong khi thất trái thì nó lớn ở đấy nhưng nó sẽ hơi quay ra sau như này đó. Đây là cái căn nguyên dẫn đến cái việc mà khi đâm vào tim thì tỷ lệ sẽ bị xuyên vào buồng thất phải và cao nhất. Và đây là không phải là các bác sĩ nghĩ thế đâu các em ạ, mà đây là do người ta thống kê lại cũng như thế luôn. Người ta thống kê lại thì tỷ lệ đâm một buồng thất phải nó còn trên 50%, trên 50% đó. Và khi mà đối chiếu lại với giải phẫu thì đây rất phù hợp, do cái buồng thất phải nó nằm theo cái cơ chế là nó chiếm được phần lớn cái tiết diện của quả tim khi mà dùng hung khí đâm thẳng ngực đó. Thậm chí là cái tỷ lệ mà đâm đúng là thất phải cao nhất, xong đến thất trái khoảng 20%. Tính thất phải nó phải trên 50%. Còn các buồng tâm nhĩ thì rất là khó đâm vào hơn, do là nó rất là nhỏ và nó hơi bị lấp ở phía sau, nên tỷ lệ đâm một tim không cao. Nên học ngoại là các bạn suy nghĩ một cách rất đơn giản thôi, đó là cái nào dễ đâm vào nhất là các em tưởng tượng là ra, đừng suy nghĩ gì khó khăn cao siêu các nhá. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ sang phần thứ hai, đó là về cơ chế cũng như cách khám và cấp cứu bệnh nhân có vết thương tim.
Thì về cái cơ chế nó như thế này nè. Khi một bệnh nhân vào với các em thì khi bệnh nhân có vết thương tim thì vào đầu tiên với chúng ta sẽ là có biểu hiện là bệnh nhân đau ngực dữ dội, khó thở, đúng không? Đau, khó thở và đau ngực dữ dội. Điều thứ hai mà các em có thể dễ dàng nhìn thấy đó là các em nhìn thấy hẳn vết thương tim luôn. Vết thương tim ở vùng vết thương tim nằm trên vùng nguy hiểm của tim. Về lâm sàng thì bệnh đầu tiên là dấu hiệu bệnh nhân tự cảm thấy là bệnh nhân rất khó thở và đau ngực. Thứ hai là các em nhìn rõ bệnh nhân có vết thương tim nằm trên vùng nguy hiểm của tim. Vết thương tim này có thể là trong cái trường hợp mà hung khí vẫn còn đang nằm trên thành ngực, hoặc là bệnh nhân sẽ nhìn thấy máu phì phò qua vết thương ở chỗ vị trí vùng vùng nguy hiểm của tim, thậm chí là máu trào ra rất là nhiều ở vùng nguy hiểm của tim. Nên là chẩn đoán được một cái vết thương tim không hề khó, ai cũng thể chẩn đoán được, thậm chí một người không hẳn ngành y vẫn có thể chẩn đoán được đó. Nhưng về cơ chế của nó thì không phải ai cũng nghĩ được, và cô sẽ chia ra làm hai trường hợp đó là vết thương tim mà gây nên lỗ thủng màng tim nhỏ, vết thương tim mà gây nên lỗ thủng màng tim nhỏ. Và trường hợp số 2 là vết thương tim mà gây nên lỗ thủng màng tim lớn. Lớn thì cho nhanh, phải viết lại. Cái hai trường hợp này nói nhau để làm gì? Vì nó sẽ gây nên hai hội chứng hoàn toàn khác nhau nhé. Đối với vết thương mà gây nên lỗ thủng màng tim lớn thì bệnh nhân sẽ vào nhập viện với các em với hội chứng sốc mất máu. Cụ thể là khi có vết thương nhé, khi có hung khí là vùng tim gây nên lỗ thủng màng tim lớn thì bản thân quả tim ấy nó là một cái bơm máu, và khi nó là một cái bơm máu thì cái tốc độ chảy máu nó còn vượt xa so với động mạch, vì vậy mà máu phun ra rất là dữ dội. Đồng thời lỗ thủng màng tim rất lớn thì máu sẽ ào thoát ra ngoài, và thường là nhé, các em không gặp ở bệnh nhân ở bệnh viện đâu, bệnh nhân thường tử vong ngay tại chỗ do cái tốc độ phun máu rất là lớn. Bệnh nhân vào viện thì cũng trong tình trạng sốc mất máu rồi, và cấp cứu rất khó rất khó. Và cô có nói đơn cử là trong trường hợp này người ta gọi là bệnh nhân có hội chứng sốc mất máu. Nhưng trường hợp số 2, cái trường hợp này mới là trường hợp mà cần đến các bạn, gọi là khi có lỗ thủng màng tim nhỏ. Bởi vì phần lớn bệnh nhân có lỗ thủng màng tim lớn thì thường bệnh nhân đã tử vong ngay tại hiện trường rồi, và khó lắm, khó đến với các em. Nhiệm vụ của cái trường hợp mà các em cứu được đó là khi có lỗ thủng màng tim nhỏ. Lỗ thủng màng tim nhỏ là như thế nào? Khi mà bệnh nhân mà bị chấn thương, đúng không, trên cái màng tim bệnh nhân có một lỗ thủng rất là nhỏ thôi, thường là hung khí sẽ là hung khí mang tính chất là tiếp diễn thì nhỏ nhưng mà đâm sâu, các bạn tưởng tượng ra không đó, giống như là một cái thanh sắt, hoặc là một cái thanh sắt này, nó cái tiếp diễn đâm của nó rất là nhỏ, tuy nhiên mà nó đâm, cái khả năng đâm của nó rất sâu. Thì khi mà gây nên lỗ thủng màng tim nhỏ thì máu sẽ tốc độ chảy máu từ quả tim nó không tương xứng với tốc độ chảy máu từ lỗ thủng màng tim nhá. Khi mà các em biết là khi mà cơ tim bị có một lỗ thủng thì cái tốc độ phun máu từ lỗ thủng của cơ tim sẽ rất nhanh, và nó không tương xứng với cái tốc độ chảy máu đi qua cái lỗ thủng màng tim. Cái sự chênh lệch này nó sẽ gây ra hiện tượng là còn tồn đọng một lượng máu ở trong khoang màng tim, và nó gây nên hội chứng chèn ép tim cấp. Nhá, có thể cái phần này nó hơi hơi khó một tí thì nói lại nhá. Nếu mà cái cùng một hung khí đâm vào tim,
À có, khi mà có hung khí đâm vào tim, nếu trường hợp hung khí này với tiết diện lớn gây nên một cái lỗ thủng màng tim lớn thì bao nhiêu máu từ tim chảy ra sẽ ao ra ngoài qua lỗ thủng màng tim và bệnh nhân mất máu rất nhanh, bệnh nhân thường tử vong tại hiện trường và trong cái tình trạng nhập viện là sốc mất máu. Cái trường hợp này các em rất khó cứu. Trường hợp thứ hai là một cái chấn thương tim, à xin lỗi, một cái vết thương tim do cái hung khí và cái tiết diện nhỏ nó sẽ gây nên cái lỗ thủng màng tim nhỏ. Có hai khả năng xảy ra. Một đó là với cái lỗ thủng màng tim nhỏ này thì khi mà máu ấy, nó sẽ hình thành cái cục máu đông và nó bít cái lỗ thủng màng tim ấy lại, là trường hợp đầu tiên. Trường hợp thứ hai đó là cái lỗ thủng màng tim nó vẫn dị máu ra nhưng cái tốc độ nó không tương xứng với lại cái tốc độ chảy máu từ cơ tim, tức là một cái bên trong nó chảy ra ào ào, bên ngoài thì lại không giải áp kịp, nó sẽ tạo nên một cái hiện tượng là máu ứ đọng ở cái khoang màng tim, một cái lượng máu ứ đọng ở khoang tim. Cái lượng máu này nó không giải áp được, nó cứ càng ngày máu từ trong cái cơ tim nó phun nó chỉ rất là nhanh, trong cái lỗ thủng màng tim nó chỉ dị ra được thôi, nó không chạy ra kịp. Thì cơ tim nó là cái cơ co bóp các em, thế là cái một cái lượng máu nó nằm một cái khoang màng tim và nó gây một cái hiện tượng gọi là chèn ép trở lại quả tim, người ta gọi là hội chứng chèn ép cấp đó. Đoạn này các bạn hiểu chưa nhỉ? Để cô giảng tiếp nhỉ. Các em nếu không hiểu, nếu là còn chưa hiểu thì mình sẽ giảng lại, mình sẽ nói lại. Alo, lớp I2A đi ngủ hết rồi ạ. Được chưa? Vẫn đang nghe cô ạ. Ừ, thế nhưng đoạn đoạn này các bạn đã hiểu chưa? Rồi cô ạ. Ừ, ok, Rồi cô thế ạ. cô sẽ ok nha. Cô sẽ nói tiếp nha. À, vậy bây giờ nhiệm vụ của các bạn là các bạn làm thế nào để khám và phát hiện được hội chứng chèn ép tim cấp? Khám và phát hiện được hội chứng chèn ép tim cấp. Định nghĩa này, hội chứng chèn ép tim cấp là hội chứng mà khi mà có một lượng dịch nằm ở trong khoang màng tim gây chèn ép lại quả tim và ảnh hưởng đến huyết động nhá. Một cái lượng dịch này, và trong trường hợp vết thương tim nó, cái lượng dịch này bản thân nó chính là máu, nó chèn ép lại quả tim và làm cho bệnh nhân có những biến động, những cái biến đổi về huyết động. Cô sẽ chia ra hội chứng chèn ép tim cấp thành ba nhóm, thành ba nhóm triệu chứng. Nhóm triệu chứng đầu tiên đó là nhóm triệu chứng tại tim. Nhóm triệu chứng số 2 là nhóm triệu chứng là gì nhỉ? Sau tim. Hay người ta gọi là nhóm triệu chứng của hậu gánh. Và nhóm triệu chứng số 3 là nhóm triệu chứng của trước tim, hay còn gọi là nhóm triệu chứng tiền gánh, đúng không ạ? Tại sao phải nói như thế? Bây giờ chúng ta sẽ mô tả như sau này. Tại tim, nếu mà các em học một cách kiểu như học thuộc lòng ấy thì sẽ rất là khó học và được cái triệu chứng này người ta lại quên mất triệu chứng kia. Nếu các em học về cơ chế, học y không phải là học thuộc. Nếu các bạn nói với nhau là người học y toàn học thuộc thôi, mang tiếng là học của B, nhưng học tự nhiên mà đến lúc vào trường y toàn học thuộc thì chưa phải. Có những cái phải thuộc nhưng mà có những cái là nó mang tính chất logic rất là cao. Và nếu các bạn học theo kiểu là hiểu được cơ chế thì cũng không đến nỗi khó lắm đâu. Về tại tim nhé, thì khi quả tim bị một lượng dịch chèn ép, thì cái thì quan trọng nhất đó cái thì tâm trương. Tâm trương là cái thời kỳ mà và cái thất này nó giãn nở hết cỡ ra để nó đưa máu về tim, đúng không? Người ta gọi là thời gian đầy thất. Cái khoảng thời gian đầy thất thì lại bị một cái lượng dịch, hay cụ thể trong trường hợp này là máu, chèn ép vào nó, làm cho cái thời kỳ tâm trương quả tim không giãn nở ra và máu sẽ không về được. Khi máu sẽ không về được, nó sẽ gây ra hiện tượng là ứ ở ở trước và không có ở sau. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái hiện tượng ứ ở đằng trước, tức là máu từ tiền gánh là gì? Từ động mạch, xin lỗi, từ tĩnh mạch chủ trên không về được này. Đấy, từ các tĩnh mạch không về được nó sẽ gây ứ ứ ứ đọng dần và gây nên đầu tiên cái biểu hiện đầu tiên mà các em có thể thấy được đó là hiện tượng là cái phản hồi như là tĩnh tĩnh mạch cổ của bệnh nhân nổi rất là lớn, tĩnh mạch cổ nổi.
cái hiện tượng của tĩnh mạch cổ nổi. Khi mà tĩnh mạch cổ nổi, đây là do là gì nhỉ? Máu nó ứ ở ngoại vi mà gây nên tĩnh mạch cổ nổi. Triệu chứng thứ hai là cái các bạn thì chắc là nghe cái, có những bạn là biết rồi, có những bạn thì chưa biết. Cái tĩnh mạch do nó ứ máu thì tĩnh mạch cổ đây này sẽ nổi này, và người ta đo được cái áp lực tĩnh mạch, đo áp lực tĩnh mạch. Người ta sẽ đo bằng cái chỉ số, người ta gọi là CPP, thì bình thường nó sẽ nhỏ hơn 15 cm nước, nhưng mà cái này hay đo trong cấp cứu, nhưng mà tùy, có những trường hợp các bạn sẽ biết dần đi là vừa, đúng không? Đó là do hiện tượng là tăng cái áp lực tĩnh mạch trung tâm. Hiểu, các em hiểu đơn giản như này đây. Động mạch cũng có huyết áp, có áp lực, người ta động mạch thì người ta cái huyết áp động mạch, thì tĩnh mạch cũng có cái áp lực, và người ta gọi là áp lực tĩnh mạch. Đó, hai cái là khác nhau. Bình thường người ta hay chú ý đến huyết áp của động mạch thôi, bởi vì người ta xem cái tốc độ bơm máu của bệnh nhân như thế nào. Nhưng ngược lại, tĩnh mạch cũng có áp lực của nó, người ta gọi. Và trong cái trường hợp mà bình thường không quan tâm, nhưng trong cái trường hợp mà ứ trệ tuần hoàn ở tĩnh mạch, người ta sẽ đo được cái áp lực này, người ta gọi là áp lực tĩnh mạch, đo là áp lực tĩnh mạch trung tâm. Trung tâm bình thường ấy thì nó sẽ nhỏ hơn 15 cm nước, nhưng trong cái trường hợp này người ta đo thì cái áp lực nó tăng cao hơn 15 cm nước. Đó, cái số 3 đó là ngoài cái tĩnh mạch nó cổ nổi lên này, áp lực tĩnh mạch trung tâm bị tăng lên này, thì người ta có một cái dấu hiệu là nó sẽ ứ từ từ, bệnh nhân sẽ có hiện tượng là gì nhỉ, mặt bệnh nhân sẽ tím, đồng thời là gan của bệnh nhân to, gan to này rồi là mặt tím này. Đó, cái gan to trong trường hợp này người ta gọi là gan to kiểu đàn xếp. Gan to kiểu đàn xếp tức là gì? Các em có thể học nội khoa, các em học cái bài gan to, các nguyên nhân gây nên gan to, có thể là sơ gan cũng gây nên gan to, viêm gan gan to, rồi là ung thư gan gan cũng to. Nhưng cái gan đấy không gọi là gan đàn xếp, mà gan to trong trường hợp mà suy tim phải, hoặc là trong trường hợp chèn ép tim cấp, người ta gọi là gan to kiểu đàn xếp. Tức là gì? Giống như cái đàn đấy ạ, đúng không ạ? Khi mà gan to này là do là nó bị phình ra chứa máu thôi, nó phình ra chứa máu thôi. Đến khi mà điều trị làm sao mà giảm được áp lực tĩnh mạch, đúng không? Bệnh nhân hết suy tim, bệnh nhân hết chèn ép tim cấp, thì tự khắc gan lại trở về kích thước ban đầu, là gan là to ra đấy. Chứ còn lại gan to trong bệnh ung thư gan mà điều trị thì nó chả nhỏ lại được nhá. Đấy là các dấu hiệu về tiền gánh. Cái nhóm dấu hiệu thứ hai là nhóm dấu hiệu về hậu gánh. Hậu gánh là gì? Tim tại tim ấy bị chèn ép, tim không giãn ra được, thì máu sẽ ứ ở ngoại vi, đồng thời là không có máu bơm ở trong động mạch chủ và các động mạch, dẫn đến hiện tượng là hậu gánh bị thiếu. Thiếu là như thế nào? Đó là cái thay vì cái áp lực tĩnh mạch trung tâm tăng thì huyết áp động mạch lại giảm, đúng không ạ? Có máu bơm vào trong động mạch đâu mà sao huyết áp động mạch giảm? Huyết áp động mạch thì sẽ giảm. Huyết áp động mạch thì giảm này. Ngoài ra thậm chí là có thể đến mức kẹt. Đến mà khi mà, tại sao cô lại nói đến cái vấn đề là huyết áp, tại sao lại đến mức kẹt? Đó là như thế này này. Khi mà các bạn hiểu về cái cơ chế của tuần hoàn đấy, là tại tim ấy, thì khi mà máu bơm từ tim ra khỏi động mạch, thì ở tại cái cung, cái xoang của động mạch chủ ấy, ở đó có một cái xoang nhận cảm về áp lực, tức là áp lực mềm nó giảm, hoặc là cái vị trí của gì nhỉ, xoang cạnh, nó cũng có một cái vị trí để nhận áp lực. Ở đây là nhất là nhận áp lực để tưới máu lên não, đúng không ạ? Khi mà nhận được một cái áp lực, đó là áp lực cái đang giảm, thì cơ thể nó sẽ báo động một việc là gì nhỉ, cái huyết áp này không đảm bảo được cái cung cấp cho bệnh nhân, thì cơ thể sẽ báo lên hành não, và hành não sẽ phản hồi bằng việc là gì nhỉ, tăng nhịp tim lên. Đó, thì ngay lúc đó là ông tại tim này ông sẽ có biểu hiện tăng nhịp.
biểu hiện tăng nhịp tim, mà khi tăng nhịp tim lên, cô nói rồi, khi nhịp tim tăng lên bình thường là đang 70, 80, 90, 100 vẫn chịu được, nhưng nếu tăng đến 140, xin lỗi, tăng trên 140 thì người ta gọi là tim bóp rỗng. Nếu các bạn học chắc là các bạn tìm hiểu lại sinh lý nhé, khi mà nhịp tim tăng lên trên 140 người ta gọi là nhát bóp rỗng, tức là gì, tim cứ tăng co bóp này này thì cái thời gian mà đầy thất của bệnh nhân lại càng không có, thời gian đầy thất của bệnh nhân càng không có, và quả tim ở trong trạng thái là bóp rất nhanh nhưng không có thời gian đầy thất thì cái nhát bóp đấy hoàn toàn không có máu. Và khi cái nhát bóp ấy không hoàn toàn không có máu thì làm gì có một tí cái máu nào bơm được vào động mạch, và khi đã không có máu bơm vào động mạch thì cái tình trạng lại càng gọi, người ta gọi là vòng xoắn bệnh lý, huyết áp đã giảm rồi nhịp tim lại tăng lên, tăng lên thì lại càng thời gian đầy thất không có, càng không có máu đường bơm động mạch, nó sẽ dẫn dẫn đến cái, ngoài cái hiện tượng mà giảm ra thì nó còn có thể dẫn đến huyết áp động mạch kẹt, tức là cái hiệu số giữa cái động huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương gần như là không chênh nhau mấy. Định nghĩa huyết áp kẹt đó là huyết áp tâm thu và tâm trương chênh nhau nhỏ hơn 20 mm thủy ngân, nhưng mà thậm chí là còn nặng nề hơn thế nữa cơ nhá. Nên các bạn phải nhớ cơ chế là huyết áp giảm, nhịp tim tăng, và nhịp tim tăng trong những cái cơ chế nhất định thì có thể làm cho huyết áp động mạch tăng lên, nhưng có những trường hợp mà tăng quá cao trên 140 thì nhát bóp của bệnh nhân là nhát bóp rỗng và làm cho huyết áp khi còn rơi vào trạng thái kẹt. Ngoài cái việc mà huyết áp giảm ra, huyết áp động mạch tụt và kẹt ra thì còn một cái dấu hiệu nữa về hậu phẫu, đó là gì nhỉ? Đó là cái hiện tượng là thiếu máu, thiếu máu. Cái thiếu máu này chúng ta đánh giá nó sẽ thiếu máu cấp tính, nó sẽ tính như này này. Thiếu máu cấp tính bao giờ nó cũng sẽ xảy ra là đầu tiên là nó sẽ biểu hiện của các cơ quan không quan trọng, mà nó vẫn ưu tiên các cơ quan như là tim này, mắt này, xin lỗi, tim, não, thận này là những cơ quan quan trọng nhất. Nhưng dần dần ấy, dần dần đến những cái cơ quan đấy nó cũng không chịu được nữa rồi, nó sẽ gây nên hiện tượng về thiếu máu não, có những cái cơn thiếu máu não này, rồi là bệnh nhân thậm chí là vô niệu, đầu tiên là thiểu niệu rồi dẫn đến là vô niệu. Đấy là những cái biểu hiện của thiếu máu. Thiếu máu ban đầu bệnh nhân có thể chi lạnh, rồi là co mạch quại vi vân vân, để dồn máu về các cái cơ quan như là não và tim và thận, dần dần đến cả những quan kia cũng thiếu, bệnh nhân có thể có biểu hiện của cơn thiếu máu não, rồi là vô niệu vân. Về tại tim thì ngoài cái biểu hiện của nhịp tim tăng ra, nhịp tim tăng ra để đáp ứng cho cái cơ chế về huyết áp động mạch ra, thì còn có những cái biểu hiện như đó là các bạn đặt ống nghe vùng tim đúng không? Bình thường là sẽ nghe cái, hai cái tiếng là pùm tắc, pùm tắc, pùm tắc. Nhưng trong trường hợp này, đúng không? Ngoài quả tim ấy, thì nó có một cái lượng dịch rất lớn, đó là máu, làm cho cái tiếng không còn là cái tiếng pùm tắc nữa, mà cái tiếng này sẽ mang tính chất gọi là mờ đi. Người ta gọi là tiếng tim mờ. Tim mờ, đúng không? Thậm chí là mất luôn, không nghe thấy luôn. Do cái tốc độ truyền âm, khi mà có một lượng dịch cản ấy, nó không giống như là truyền từ thành ngực sang, đúng không? Bệnh nhân không còn nghe tiếng bùm tắc nữa do cái lượng dịch này. Đó là... Ngoài ra, ở những cái bệnh nhân này mà khi mà các em làm các cận lâm sàng ấy, nó là gì nhỉ? Các em chụp siêu âm tim này. Siêu âm tim. Và chụp X-quang, đúng không? X-quang ngực. X-quang ngực á, X-quang ngực thẳng á. Các em sẽ thấy hiện tượng như sau. Khi siêu âm tim thì sẽ thấy có một lượng dịch ở khoang ngoài tim. Đồng thời khi chụp X-quang ngực thì thấy bóng tim to. Bóng tim to thì nếu không biết các em học chuẩn đoán hình ảnh chưa, các em sẽ được học cái bài là thế nào là tim to khi mà chẩn đoán trên phim cận lâm sàng. Ví dụ như là chỉ số tim ngực là sẽ lớn hơn 0.5 thì người ta gọi là tim to. Đó. Thậm chí là người ta dùng các cái biện pháp khác như là điện tim vẫn có thể thấy được các rối loạn, nhưng mà ở đây cô cũng không tiện cung cấp tại vì nó hơi sâu quá đó. Vậy tóm lại này, làm thế nào để phát hiện được một cái hội chứng chèn ép tim cấp? Hội chứng chèn ép tim cấp sẽ có 3 nhóm triệu chứng, và cái câu này chắc chắn là đi thi sẽ được hỏi rất nhiều là về hội chứng chèn ép tim cấp là thế nào, là ở sẽ có 3 nhóm triệu chứng tại tim, trước tim và sau tim, đúng không? Hiểu rất là đơn giản thì do là
là máu, cái lượng dịch máu nó chèn ép vào tim thì sẽ không có máu bơm ra động mạch, làm cho động mạch, huyết áp động mạch giảm, tụt và kẹt, đồng thời gây lên hiện tượng của thiếu máu ở các cơ quan. Cái tiền cánh thì sẽ ứ máu lại thì dẫn đến tĩnh mạch cổ nổi, áp lực tĩnh mạch tăng, gan to và mạc kín. Và tại tim thì sẽ phản xạ một việc là gì nhỉ? Nhịp tim tăng lên, nhịp tim tăng lên. Đồng thời khi mà chụp X quang cũng như khám tim thì thấy diện tim to lên. Đó, đấy là hội chứng chèn ép tim cấp nhá. Tóm lại là trong vết thương tim nếu có hai dạng, một là bệnh nhân có hội chứng sốc mất máu, hai là bệnh nhân có hội chứng chèn ép tim cấp, và cái hội chứng em sẽ hay gặp hơn ở trên lâm sàng là hội chứng chèn ép tim cấp. Và đây là cái trường hợp mà các em có là chúng ta có thể cứu được với cái tiên lượng là cứu sống cao hơn rất là nhiều so với hội chứng sốc mất máu. Về cơ chế cô đoán là các bạn cũng nắm mất rồi. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ sang phần thứ hai là các em học về cách sơ cứu bệnh nhân. Đúng không? Gặp một bệnh nhân mà có vết thương tim, không ai bắt các em là phải mổ như thế nào cả. Chị yêu cầu các bạn là biết bệnh nhân như thế thì cấp cứu cho bệnh nhân như thế nào, cấp cứu ban đầu để chuyển bệnh nhân về tuyến trên nhá. Cái này là những cái mà thiết thực luôn đấy đúng không ạ? Mai sau học y ra, xong rồi có những cái hàng xóm láng giềng hoặc ra đường ra chợ có những vết thương thì mình cũng phải có những cái xử trí ban đầu, chứ không phải là ví dụ như là bệnh nhân đang sốc mà, hoặc là bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim mà ôm sốc bệnh nhân lên xong chạy, đúng không? Đấy là những cái kiến thức cơ bản. Thì chúng ta sẽ đến cái phần là sơ cứu hay là thái độ xử trí. Với chấn thương tim, đối với vết thương tim. Thái độ xử trí. Bây giờ về khám lâm sàng đã chia ra hai thể, đó là hội chứng sốc mất máu riêng và hội chứng chèn ép tim cấp riêng. Vì vậy trong cấp cứu các em cũng phải chia ra hai thể. Thì trước hết là đối với trường hợp vết thương tim là nói riêng, nhưng về cấp cứu nói chung thì cô vẫn đưa cho các bạn những lời khuyên như sau. Chắc chắn là mai sau các em đi học cấp cứu thì các em sẽ học về cái thứ tự trong xử lý cấp cứu, đúng không ạ? Người ta sẽ ưu tiên cái gì, ưu tiên cái gì. Bao giờ trong cấp cứu người ta cũng ưu tiên đầu tiên là hô hấp các bạn nhé. Đầu tiên nữa là ưu tiên hô hấp. Vì vậy mà bao giờ quy tắc cấp cứu người ta cũng sẽ là ngay đầu tiên phải đảm bảo hô hấp cho bệnh nhân là cái gì nhỉ? Bệnh nhân có dị vật thì phải góp dị vật cho bệnh nhân để thở này, đúng không? Ngay lập tức là bao giờ trong cấp cứu câu đầu tiên cũng sẽ là thở, làm vào đầm rãi, rồi là bệnh nhân xử trí nằm đầu cao tư thế nào đấy để bệnh nhân thở được đã. Bao giờ hô hấp cũng được ưu tiên đầu tiên. Vì vậy mà đấy là cấp cứu nói chung, chưa nói đến vết thương tim đấy. Thì vết thương tim cũng thế, cũng phải sử dụng quy tắc như thế. Hô hấp đầu tiên, đảm bảo hô hấp bệnh nhân thông thoáng. Có những trường hợp của bệnh nhân, ví dụ như là bệnh nhân bị bạch hầu, bệnh lý bạch hầu, là bệnh bạch hầu là cái bệnh con vi khuẩn bạch hầu nó răng cái dạ mạc kín hết toàn bộ vùng thanh quản, vùng khí quản, vùng hầu, làm cho bệnh nhân không thể thở được. Xin lỗi, nó răng kín vùng hầu không chứ không phải vùng khí quản, xin lỗi nhé. Cái dạ mạc của con bạch hầu nó răng kín hết vùng hầu họng của bệnh nhân này, làm cho bệnh nhân không thể thở được. Thì trong trường hợp đấy là bệnh nhân không thở được và bệnh nhân chết thôi. Nên là cái đầu tiên là các em phải thông thoáng đường thở cho bệnh nhân, không nghĩa là các em lôi một cái em cắt dạ mạc đâu ạ. Và trong trường hợp đấy người ta có một cái phương pháp mà người ta gọi là mở khí quản cấp cứu. Các bạn mà có hay xem phim ấy đúng không, thì sẽ thấy cái hiện tượng là người ta ứng dụng cái này vào trong, mang tính chất rất là nguy hiểm. Đó là khi bệnh nhân đang khó thở, thế là bác sĩ dùng một cái dao dạch đúng một cái vị trí vô mạch ở cổ đây này, đúng ngang cái vị trí mà khí quản này này, nó có một cái gọi, người ta gọi là cái chám này, vị trí cái chám này thì nó không có mạch luôn đấy, thì người ta dạch đúng vị trí đấy, xong người ta mở cái khí quản cấp cứu ra, đặt canulin vào, thì không có canulin người ta đưa cái ống bi vào đấy đấy để cho bệnh nhân thở được, nghĩa là đưa cái không khí đi theo trực tiếp từ cái vị trí khí quản này vào, không thông qua cái vùng hầu họng đang bị dạ mạc bám. Đấy là cô nói một cái ví dụ nhá, đấy là cô nói một cái ví dụ về trường hợp là cái hô hấp của bệnh nhân là quan trọng nhất, thở trước, chưa tính những cái khác, phải thở được đã. Cái thứ hai là sau đấy mới đến tuần hoàn, đấy không? Tuần hoàn là gì? Là
là những trường hợp mà chúng ta vào các anh chị bảo các em sinh viên đi đo cho bệnh nhân hội chị cái huyết áp này, lấy mạch cho bệnh nhân, đấy người ta quan trọng đến cái tuần hoàn, là bệnh nhân có mạch không, bệnh nhân có bị sốc hay không. Đó, sốc là gì? Sốc là hiện tượng mạch của bệnh nhân tụt, xin lỗi, huyết áp của bệnh nhân tụt, tôi nói nhầm, huyết áp của bệnh nhân tụt rất là nhanh dẫn đến hiện tượng là cái huyết động thay đổi. Thì cái tiếp theo chúng ta mới để quan tâm thứ hai là tuần hoàn, và trong cái tuần hoàn này này là chúng ta cần phải quan tâm đến cái yếu tố, nên là tại sao nhé, dù ở tuyến nào thì đặt đường truyền là một quy tắc bất biến, tức là đã vào phòng cấp cứu, bệnh nhân trong tình trạng phải cấp cứu thì cái đầu tiên là các em phải đặt cho bệnh nhân một đường truyền, dù là có truyền hay không chưa biết nhưng phải đặt đường truyền. Bởi vì sao? Bởi vì có những trường hợp trong cấp cứu nhá, nếu không đặt được đường truyền là câu chuyện sẽ về không. Nếu các em không đặt đường truyền cho bệnh nhân thì làm sao các bác sĩ có thể dùng thuốc được? Dùng thuốc trong cấp cứu không ai người ta dùng đường uống cả nhá, không ai lôi bệnh nhân ra uống thuốc cả, vì cái tác dụng của thuốc uống nó rất là lâu, không mang tính chất cấp cứu. Đồng thời là những bệnh nhân, có những bệnh nhân hôn mê, bệnh nhân không uống được. Vì vậy mà đường uống được dùng, không được dùng cho cấp cứu, mà đường truyền là đường phải dùng cao nhất. Thậm chí người ta phải đặt cả cái catheter trong mạch chủ tâm. Vì vậy mà nguyên tắc số 2 trong cấp cứu đó là chú ý về tuần hoàn. Tuần hoàn là gì? Là đặt đường truyền. Còn truyền không, cô không biết. Và dịch ưu tiên trong truyền cũng là natri clorid 9/1000, hay còn gọi là 0,9%. Nếu các em đang là bác sĩ cấp cứu, các em đang phân vân không biết là nên truyền cho bệnh nhân cái gì bây giờ, thì cứ cắm cho cô một chai muối. Cái này là cái biện pháp an toàn nhất, đúng không ạ? Muối là một cái dung dịch mà có thể làm dung môi, pha các thuốc khác được, không sợ bị cất tủa nhé. Nếu các bạn dùng dung dịch xanh dây lát tác này, hoặc dung dịch đường này, mà các bạn sơ sẩy ra, các bạn có thể làm cho bệnh nhân tử vong nhanh hơn. Ví dụ bệnh nhân đang hôn mê do đường huyết tăng, đúng không? Bệnh nhân đang hôn mê vì là đường huyết đang tăng trên 20 mấy hoặc 30 mấy, bệnh nhân đang hôn mê, các em hãy cắm chai đường vào cho bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ tử vong nhanh hơn. Hoặc là bệnh nhân đang cần dùng thuốc, nếu các em dùng dung dịch xanh gelactat nó có khả năng kết tủa với một số thuốc khi truyền vào mạch lại gây huyết khối. Vì vậy dung dịch mà thường quy nhất các em truyền là dung dịch natri clorid 9/1000 đó. Đặt đường truyền thì đã, cứ vào là đầu tiên đặt đường truyền. Có những trường hợp của bệnh nhân sốc mất máu, các em không đặt đường truyền nhanh ấy thì còn không lấy được mạch đâu. Bởi vì sao nhỉ? Bởi vì là mất máu cấp quá, đúng không? Mạch bởi vì nó co hết lại, nó co hết, nó dồn về máu, về não, về tim, về thận, nó co hết mạch bởi vì lại không thể nào lấy được mạch. Và lúc đấy là chúng ta bó tay, đúng không? Không lấy được mạch thì dọi rời đi chăng nữa thì không làm được gì cả. Đó. Sau tuần hoàn, hô hấp tuần hoàn, sau đấy người ta mới khám đến các chấn thương gì? Đó là chấn thương về ngực nhá, chấn thương về ngực này, sau đấy mới đến chấn thương về sọ não, sau đấy mới đến chấn thương về bụng, và cuối cùng mới là tứ chi nhá. Cái thứ tự là các bạn phải thuộc như thế: tuần hoàn, hô hấp đấy, sau đến chấn thương về ngực này này, sau đến các rối loạn thần kinh, chấn thương về sọ não, các dấu hiệu thần kinh, và cuối cùng mới đến bụng. Sau đó đến một cuối cùng là tứ chi, chứ không phải là bệnh nhân cấp tính vào mà các em chưa khám về mạch nhiệt độ huyết áp là cái lôi ra khám gãy xương không chết được nhá. Tứ chi, những cái tổn thương về tứ chi là những tổn thương được xếp cuối cùng. Và tí nữa nếu mà học bài khám chấn thương vết thương động mạch máu ngoại vi thì cô cũng sẽ nói đến những trường hợp bác sĩ lâm sàng không chưa chú ý đến những cái tổn thương khác mà đã tập trung vào tổn thương tứ chi và làm cho bệnh nhân bị cắt tứ chi như thế nào. Vậy đấy là nguyên tắc xử trí cấp cứu nói chung, và đối với riêng về vết thương tim thì cô có bổ sung thêm một số các chú ý. Đầu tiên mà các em cần phải nhớ đối với cấp cứu một vết thương tim đó là, như vừa nói rồi, tuyệt đối không giúp không khí của bệnh nhân trong trường hợp mà bệnh nhân chỉ khi bệnh nhân lên phòng mổ rồi, các phương tiện cấp cứu về hồi sức, về được các chuẩn bị, gọi là chỉ cần cho rút ra để xử trí bệnh nhân thôi thì được, chứ còn tuyệt đối không rút vào phòng cấp cứu hoặc là ở những cái nơi công cộng này là bệnh nhân sẽ tử vong ngay lập tức đấy ạ. Nhá, các bạn ghi tuyệt đối. Không rút không khí nhá. Vâng, các em đi tiếp. Cái thứ hai đó là
cô vừa nói đến vấn đề truyền dịch đúng không ạ? Truyền dịch đó là cô nói các bạn ghi vào đây là cô khuyến cáo là đặt đường truyền chứ không khuyến cáo truyền dịch, bởi vì có những trường hợp không truyền được dịch nhá, đặt đường truyền, còn trường hợp nào không truyền dịch được. Thì cô mới nói tại sao cô phải cần phải nói với các bạn, đó là phải đặt ra hai trường hợp là hội chứng mất máu cấp và hội chứng chèn ép tim cấp. Trong trường hợp em khám bệnh nhân và em xác định đây là hội chứng mất máu cấp thì truyền cái gì cũng được, truyền càng nhiều càng tốt cho cô. Bệnh nhân đang bị sốc mất máu, đang bị sốc giảm thể tích thì có dung dịch nào truyền cho người đấy. Người ta còn không phải lúc nào cũng có sẵn nhóm máu, và phòng cấp cứu thì có thể có dự trù nhóm máu ORH cộng. Nhóm máu ORH cộng là cái nhóm máu bao giờ truyền thì cũng A truyền A, B truyền B, A B truyền A, B O truyền O. Nhưng trường hợp tối cấp cứu thì người ta cứ truyền nhóm O cái đã, đúng không? Em đã học về quy tắc truyền máu rồi. Đó. Nhưng mà lúc đấy mà có dịch gì truyền hết, nhưng chỉ truyền trong trường hợp là bệnh nhân bị sốc mất máu thôi. Còn nếu trong trường hợp bệnh nhân có hội chứng chèn ép tim cấp thì nguyên tắc vẫn là đường truyền nhưng không truyền dịch. Nhưng không truyền dịch. Nào bây giờ giải thích cho cô tại sao trong trường hợp hội chứng chèn ép tim cấp lại không được truyền dịch. À, vì nếu như truyền dịch thì sẽ làm tăng thể tích tuần hoàn ấy, thì càng gây sức ép lên tim. À chính xác. Khi mà các bạn truyền dịch là truyền dịch tĩnh mạch cái đúng không ạ? Truyền dịch của tĩnh mạch thì vô hình chung là các bạn làm cho bệnh nhân càng nặng hơn rồi, áp lực tĩnh mạch trung tâm đang tăng rất cao đúng không? Đang bị gan to tĩnh mạch cổ nội, các bạn truyền thêm dịch vào nữa thì chẳng có tác dụng gì, à, nghĩa là bệnh nhân có nặng hơn tình trạng bệnh nhân đúng không? Chính xác. Trong trường hợp hội chứng chèn ép tim cấp không truyền dịch. Đúng không? Cái số 3 cần cân nhắc đó là cái phương pháp cái đặt dẫn lưu qua màng phổi. Cái dẫn lưu màng phổi này này, khi mà quả tim ấy, tim bị có vết thương thì máu này nó sẽ ào ra bên ngoài đúng không? Nó sẽ ào ra bên ngoài. Trong đó khi chụp X quang phổi lên sẽ có bệnh nhân sẽ có cơ hội chứng tràn máu màng phổi. Nếu mà cô còn dạy các bạn bài chấn thương ngực ấy, có cái hội chứng tràn máu qua màng phổi thì sẽ các em sẽ là khi bệnh nhân có hội chứng tràn máu màng phổi thì phương pháp điều trị sẽ là dẫn lưu màng phổi, dẫn lưu màng phổi. Nhưng cần phải nhấn mạnh là nếu máu này là máu từ tim thì người ta sẽ cân nhắc cái vấn đề đặt dẫn lưu nhé. Máu này mà là máu từ nhu mô phổi thì chắc chắn là đặt dẫn lưu, máu từ động mạch lên sườn chắc chắn là dẫn lưu, nhưng máu từ tim thì cân nhắc và không được hút dẫn lưu. Tại sao? Tại sao nếu máu này mà từ quả tim, từ vết thương tim thì lại cân nhắc không nên đặt dẫn lưu, hoặc là có đặt không được hút? Thì nếu mà hút hoặc là mình đặt dẫn lưu thì nó sẽ làm giảm cái áp lực ở trong cái buồng tim, thì cái lượng máu đẩy vào trong mạch thì nó sẽ bị giảm đi đột ngột. Còn nếu mà trẻ nhu mô phổi hoặc là cái động mạch gan sườn thì đó là những động mạch nhỏ thì có thể nó sẽ bớt ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn hơn. Đức đúng không ạ? Thế này này các bạn phải tưởng tượng này này. Các bạn phải tưởng tượng này, khi mà đặt dẫn lưu nhá, quy tắc đặt dẫn lưu là gì? Làm để lập lại hô hấp đúng không? Nghĩa là bệnh nhân đang khó thở, đang có một cái lượng dịch nó chèn vào phổi, khó thở quá thì nó dẫn lưu ra thì cái áp lực âm trong khoang màng phổi nó được cân bằng lại, nhưng bệnh nhân lại phổi lại nở ra được, lại thở được, đấy là quy tắc chung của dẫn lưu khoang màng phổi. Thế nhưng mà đây này, quả tim nó là cái quả bơm máu, nó phun tốc độ rất mạnh như này đúng không? Anh đặt thêm cái dẫn lưu cho anh hút đúng không? Anh hút thì cái áp lực âm trong khoang màng phổi nó lại bản thân cái áp lực âm trong khoang màng phổi chính là giống như cái máy hút, là hút máu từ quả tim ra nhanh hơn. Xong thì các em lại tiếp tục em lắp một cái hệ thống dẫn lưu khoang màng phổi, em hút liên tục. Mà học cái này là phải biết là cái dẫn lưu có nhiều loại dẫn lưu, là dẫn lưu hút và dẫn lưu không hút. Thì trong dẫn lưu khoang màng phổi người ta sẽ hút, hút thì mới ra được, mới lập lại được áp lực âm. Nếu các bạn chỉ hiểu một cách máy móc là khoang màng phổi có máu là các em đặt dẫn lưu khoang màng phổi để hút cái máu ra, các em đồng thời một bên là các em hút máu ra thì cái áp lực âm nó lại hút thêm máu từ quả tim ra. Đó. Các em hút được máu từ khoang màng phổi ra, bệnh nhân dễ thở, đồng thời các em liên tiếp các em hút từ máu quả tim ra nữa. Và cái biện pháp sự hút dẫn lưu khoang màng phổi trong trường hợp máu từ quả tim ra làm cho cái tốc độ chảy máu nhanh hơn rất nhiều và bệnh nhân tử vong rất nhanh. Vì vậy dẫn lưu khoang màng phổi làm cái rất là cân nhắc.
rõ ràng là có máu qua màng phổi đấy, nhưng máu này mà từ quả tim thì khi đặt dẫn lưu máu ấy còn bị trào ra nhanh hơn, bệnh nhân mất máu cấp tính hơn, bệnh nhân tử vong nhanh hơn, nên cần rất phải cân nhắc trong trường hợp mà có máu qua màng phổi trong trường hợp chấn thương tim. Số 4 đó là các em đã không rút không khí nên các em đặt đường truyền cho bệnh nhân, thì các em cân nhắc việc dẫn lưu màng phổi này đó. Sau đó thì có một cái là dẫn lưu màng tim, xin lỗi, chọc hút màng tim. Chọc hút màng tim là một cái thủ thuật rất khó nhá, và thường là do bác sĩ chuyên ngành mới làm được. Còn nếu bản thân chúng ta không phải là chuyên ngành, chúng ta chọc nó không dễ như là chọc dẫn lưu màng phổi đâu. Chọc dẫn lưu màng tim rất khó, và nếu mà thứ nhất là chọc mà đúng hút ra dịch được thì rất rất khó. Người ta chỉ định trong trường hợp mà trẻ ép tim cấp quá nặng nề thì mới 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 dẫn mới chọc hút qua màng tim ở tuyến cơ sở, còn phần lớn thì không cân nhắc, không khuyến cáo, và các bạn cứ chuyển thẳng lên tuyến trên để tuyến trên làm, trừ khi là trẻ ép tim cấp quá nặng, tức là lượng máu quá lớn ở trong khoang màng tim dẫn đến cái việc là chọc dẫn lưu sẽ dễ dàng hơn, thì và bệnh nhân quá khó thở thì chúng ta mới chọc. Còn nếu mà lượng dịch vừa phải thì không cân nhắc, không khuyến cáo chọc, nó sẽ chuyển lên tuyến trên và chuyển lên các tuyến này. Trong vết thương tim thì chúng ta sẽ chuyển lên các tuyến tầm tuyến tỉnh, bởi vì chắc chắn là tuyến huyện sẽ không mổ được, chắc chắn. Và tuyến tỉnh thì cũng không phải tuyến tỉnh nào cũng mổ được, nhưng các em cứ chuyển, bởi vì ít ra chúng ta người ta sẽ có những phương tiện để hỗ trợ. Bài này quá dài luôn, và mới mỗi vết thương tim đã mất gần 2 tiếng, à xin lỗi, gần tiếng rưỡi rồi. Chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai là chấn thương tim. Chấn thương tim, vì các em nó học mất thời gian ở cái phần là hội chứng trẻ ép tim cấp, thì sang phần chấn thương tim em nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Chấn thương tim, chấn thương tim thì khác với vết thương tim là gì? Chấn thương tim thì những cái va là những cái va đụng dập gây nên cái tổn thương tim mà không có vết thương hở, đó gọi là chấn thương tim. Bây giờ nhá, cô bây giờ hỏi cho kiểu các bạn suy nghĩ một tí, theo các em thì chấn thương tim hay gặp hơn hay là vết thương tim hay gặp hơn nhỉ? Theo các bạn thì vết thương tim hay gặp hơn? Các em là vết thương tim hay gặp hơn, tại sao nhỉ? Tại vì là cái em thường thấy là những cái vết thương đấy nó, tức là người bị vào cấp cứu là thường là bị cái gì đâm vào, chứ còn đúng cái người đúng, vết thương vết vết thương kín thì dễ bị bỏ sót, đúng không ạ? Dạ vâng, đúng đúng đúng, đó đó, chính thế đấy. Bạn ấy nói là thường là theo các bạn sẽ là gặp vết thương hơn, bởi vì thường vào cấp cứu nó sẽ bị đâm vào, chứ còn để mà chấn thương tim mà nhìn thấy thì người ta sẽ nghĩ là chấn thương phổi, chấn thương màng phổi, chấn thương ngực, chứ còn để phát hiện chấn thương tim thì khó, đúng. Bây giờ mình sẽ nói theo hai khái niệm này này. Một, đó là tỷ lệ gặp của chấn thương tim thì nhiều hơn vết thương tim rất rất nhiều. Yeah. Tỷ lệ gặp của chấn thương tim thì nhiều hơn, nghĩa là bệnh nhân bị chấn thương tim sẽ cao hơn so với vết thương tim, nhưng thực tế vào khoa cấp cứu thì vết thương tim lại nhiều hơn. Đó. Vì sao? Chấn thương tim nó có hai dạng, người ta gọi nặng thì nặng quá mà nhẹ, nặng thì nặng quá tử vong ngay, và nhẹ thì nhẹ quá hay bỏ sót. Đấy là nguyên nhân mà không gặp mấy ở cấp cứu là thế, bởi vì cái tổn thương của chấn thương tim nó có gặp các kiểu như sau. Nó có rất nhiều về cái hình thái giải phẫu bệnh, nó có rất nhiều dạng, dạng đơn giản như là chỉ có tụ máu màng tim thôi. Những bệnh nhân chỉ vào có tụ máu màng tim, tụ máu màng tim, thậm chí là tụ máu cơ tim. Đấy, cái trường hợp này thì phần lớn ấy thì là bệnh nhân chả bao giờ vào, thường là bị bỏ sót, tức là bệnh nhân vào với một cái chấn thương ngực phối hợp. Chấn thương ngực bệnh nhân có thể gãy xương sườn, bệnh nhân có thể tràn khí màng phổi, tràn máu màng phổi, vân vân, xẹp phổi vân vân, kèm theo cái đụng dập lớn và gây nên những cái tụ máu ở màng ngoài tim, gây nên những cái tụ máu ở thành cơ tim. Tuy nhiên vào là bác sĩ lâm sàng là chỉ chăm chăm cái việc là anh ấy đang chảy máu, anh ấy đang có tràn khí màng phổi dẫn lưu đi này, anh ấy đang có tràn chảy
tràn máu màng phổi dẫn lưu đi này, đúng không? Anh ấy đang gãy xương sườn này, anh có mạng sườn di động thì phải xử trí bệnh nhân đi này. Còn cái tụ máu màng tim và tụ máu cơ tim hầu như bị bỏ qua, đúng không? Hầu như bị bỏ qua hết. Và những cái trường hợp phát hiện được chỉ trừ khi là bệnh nhân tử vong xong lôi ra thì nhỉ, khám nghiệm tử thi mở ra thấy một màng tim bị tổn thương ấy, thấy tụ máu đầy ở màng tim, tụ máu đầy ở cơ tim bên này thì đấy người ta phát hiện ra. Chứ còn thường là sẽ bỏ qua. Còn cái thể nữa, và cái thể như là đứt rách các cột cơ tim nhé, đứt rách. Đó, thế thì và những cái thể này này nó hay nên gây nên cái hội chứng đó là hở van tim cấp. Đây cũng là một trong những triệu chứng bị bỏ qua. Các bạn tưởng tượng ấy là cái quả tim của mình ấy, cái cột cơ tim là cái gì? Ví dụ như cái van tổ chim ấy, van tổ chim, có cái van tổ chim như này này. Thì ở phía dưới là có các cột cơ, các dây chằng van tim nó giữ để cho cái van này nó đóng mở cho các thể, đúng không ạ? Vì một nguyên nhân nào đó mà chấn thương tim quá là mạnh nó đứt các cái cột cơ tim này, đứt ra cái cột cơ tim, đứt ra. Bình thường ấy khi nó bị đứt ra thì đáng lẽ quả tim bình thường nó đóng kín như này, thế khi bị đứt các cột cơ tim thì nó sẽ bị hở một đoạn, đúng không? Thế cái thì thời kỳ mà đáng lẽ anh đóng thì anh bị hở một đoạn như này, thế làm cho hiện tượng là đây người ta gọi là hở van tim cấp đấy, hở van tim cấp nhá. Quả cái van tổ chim đang đóng kín này, cô mô tả là van tổ chim đang đóng kín này, sau các cột cơ tim và các cái cột dây chẳng để giữ được cái van này nó đóng kín đấy, nó bị đứt vài cái cột cơ tim ra và cái dây chẳng van tim ra, làm cho cái van này đóng không kín. Thì ở tại cái thời điểm đáng lẽ nó phải đóng thì nó lại bị hở một đoạn, làm cho cái máu ở đây nó phục ngược trở lại, đúng không? Nó gây nên cái hiện tượng đó là có tiếng thổi, tức là khi mà em đặt tai nghe vào quả tim ấy thì em nghe các cái dòng phục ngược lại, hay còn người ta gọi là tiếng thổi ấy, do cái hiện tượng phục ngược lại. Và bình thường tiếng tim nó có thể là bùm tặc, đúng không? Bây giờ nó có tiếng phù tặc, đấy là một cái tiếng thổi. Nên các bạn sẽ học cụ thể trong nội khoa, người ta dạy các bạn kỹ hơn, đấy là do cái hiện tượng là nó không đóng cùng được nữa mà nó do cái dòng phục cực lại nó gây cái tiếng phù tặc đấy. Thì đây là hiện tượng hở van tim cấp. Tuy nhiên cái hiện tượng này lại cũng nặng, nếu mà các em học về nội khoa ấy, thì những cái bệnh lý về hẹp van tim thì nó sẽ gây nên cái hiện tượng nặng nề hơn. Còn hở van tim thì bệnh nhân sẽ có cơ chế bù trừ rất là tốt, đúng không? Hở thì dòng máu nó phục ngược lại một chút thì tim nó phải dần dần nó sẽ làm mệt hơn một chút thôi, chứ còn lại nó chẳng gây nên cái gì là cấp tính cả. Bệnh nhân sẽ dần dần là, chẳng hạn như bình thường là bơm được 100 ml máu chẳng hạn, bây giờ bơm chỉ có 80 thôi, vì có 20 ml là nó phục ngược trở lại, nó không tham gia tuần hoàn nữa chẳng hạn như thế, không nói ví dụ như thế. Thì làm cho cái cung lượng tim nó bị giảm đi, và cơ thể bao giờ nó có cơ chế bù trừ rất là tốt, nó không cấp tính thì cơ thể là bù trừ dần. Và những cái triệu chứng về đứt rách của cơ tim này cũng bị bỏ qua, chỉ khi là mãi về sau bệnh nhân đi khám thì thấy bệnh nhân có bị hở van tim nhẹ, từ nhẹ đến nặng đấy, nhưng thường là sẽ bị bỏ qua hết. Cái triệu chứng mà bệnh nhân thường vào viện với các em sẽ là triệu chứng của vỡ tim. Đây là triệu chứng mà người ta sẽ có hai hướng, một là tử vong, hai là bệnh nhân vào cấp cứu. Trong khi đó thì vỡ tim này không phải là, sẽ có hai dạng, một là vỡ thủng buồng tim. Cái kiểu thứ hai của cái kiểu thứ hai đó là bệnh nhân sẽ bị vỡ lớn hơn hoặc là bằng, đúng không? Hai buồng tim. Chia làm hai thể, tại sao không lại chia làm hai thể như thế? Bởi cái trường hợp mà vỡ một buồng tim này, vỡ một buồng tim này, và thường phải là vỡ buồng tâm nhĩ hoặc là tiểu nhĩ hoặc là tâm nhĩ hoặc là thậm chí là thất phải, chứ nếu mà vỡ một buồng vào buồng thất trái thì cũng chẳng cứu được đâu nhé. Nếu bệnh nhân vỡ một buồng tim thì đây là trường hợp duy nhất trong chấn thương tim bệnh nhân có thể vào cấp cứu và cứu được, đúng không? Cứu được, bệnh nhân sẽ vào cấp cứu. Còn nếu bệnh nhân vỡ lớn hơn hai buồng tim thì cô không nói là 100% tử vong, nhưng tiên lượng của bệnh nhân rất là nặng và khả năng tử vong cao. Thường là bệnh nhân sẽ tử vong ngay tại hiện trường vỡ tim, đúng không? Vỡ
hai vùng tim, ba vùng tim bệnh nhân sẽ tử vong ngay hiện trường. Có những trường hợp vỡ tim đến cái độ là bệnh nhân sẽ bị đứt rời cuống tim ra. Cái này là gặp rất nhiều chứ không phải là ít. Đó là khi va chạm rất trong cái tí nữa học về cơ chế của chấn thương tim sẽ biết là nó sẽ đứt ở vị trí nào, thì nó sẽ đứt rời cuống tim là gì, những cái cuống tim là cái gì, cái vị trí của động mạch chủ để quay động mạch chủ đến mạch chủ trên, đến mạch chủ dưới, nó cố định thành cuống tim, và khi đứt rời các cái động mạch này ra thì tim rời khỏi cuống tim, thế là thôi, cứu bằng rời đúng không, nhân chắc chắn là người bị tử vong rồi. Không còn nói câu chuyện gì nữa rồi. Vậy 1, 2, 3, 4, 5 năm cái trường hợp, đây là còn chưa đủ hết đâu nhé, năm cái trường hợp phần lớn gặp thì chỉ có duy nhất cái trường hợp nó vỡ một buồng tim này, và thậm chí là phải vỡ buồng tâm nhĩ này, tâm thất bại này, là có thể cứu được khi mà có cứu thôi. Còn lại phần lớn nhẹ quá thì sẽ bỏ qua, 1, 2, 3 bỏ qua, và 4, 5 thì lại bệnh nhân tử vong ngay. Nên đây là cái căn nguyên mà các em thấy là gặp thực tế là nhiều chấn thương tim, nhưng mà ở phòng cấp cứu thì lại ít hơn cái thông tin là thế, đúng không? Vì nặng thì nặng quá, mà nặng thì tử vong, mà nhẹ thì lại dễ bỏ sót. Về cái cơ chế nhé, về cái cơ chế, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cơ chế gây nên, cơ chế mà gây nên chấn thương tim. Cơ chế gây nên chấn thương tim. À, cái cơ chế như thế nào? Ờ, trong cái chấn thương tim ấy, thì bây giờ câu chuyện nó xảy ra như sau. Ờ, có hai cơ chế chính, và cái cơ chế này cũng trong chấn thương ngực cũng thế, và trong chấn thương bụng cũng thế. Nó có kiểu là trực tiếp và gián tiếp bao giờ cũng thế. Trực tiếp là gì? Trực tiếp tức là anh dùng, nghĩa là ví dụ nhé, cô nói là đập vào đâu tổn thương ở đấy thì gọi là trực tiếp. Ví dụ là đấm tay xuống bàn này, vị trí đấm ngay cái vị trí tiếp xúc này bị tổn thương luôn thì người ta gọi là trực tiếp, đúng không? Đấy, trong đây là cái cơ chế nói chung. Thế cơ chế thứ hai là cơ chế gián tiếp, cơ chế do áp lực. Ví dụ nói như này này, đang cái thì bệnh nhân rõ ràng là bệnh nhân không bị đụng dập vào vùng ngực đâu, nhưng mà bệnh nhân đang di chuyển với vận tốc rất là lớn này, gia tốc rất là lớn này, đúng không? Xong dừng lại đột ngột này, hoặc là bị va đập một cách rất đột ngột này, thì xảy ra cái hiện tượng là rung lắc, đúng không? Cái quả tim, nhất là trong cái thời kỳ mà như là cô có giảng cái bài kia là tại sao tạng rỗng thì lại thường ít bị chấn thương hơn tạng lặc, là thế, bởi vì nó có cơ chế là đàn hồi lại, đúng không, nó ép lại thì nó sẽ không bị tổn thương. Đấy, nhưng mà tương tự đứa quả tim, một quả tim một cái thời kỳ nó đã bơm hết máu rồi thì tỷ lệ nó bị tổn thương sẽ đỡ hơn. Nhưng đúng cái thời kỳ mà nó đang là gì nhỉ, nó đang đầy thấp, đúng không, quả tim đang đầy máu, đang đầy thấp chuẩn bị mới bơm máu vào thời kỳ mới bơm máu vào trong động mạch chủ, thì đúng thời gian nó đang căng đầy nhất thì nó bị va chạm. Nếu mà va chạm đúng thời kỳ mà nó đang đầy thắt thì cái tỷ lệ nó bị tổn thương sẽ cao hơn, nặng nề hơn. Các bạn hiểu ý đoạn này không ạ? Nên là cô sẽ dành một câu hỏi tiếp theo các bạn. Nếu khi các em học về cơ chế như thế thì theo em trong chấn thương tim, buồng tim nào sẽ dễ bị tổn thương nhất? Wow, câu chuyện về vết thương tim vừa có đáp án rồi. Tâm thất phải sẽ là cái buồng tim dễ bị tổn thương nhất. Vậy vừa nói với cơ chế đó là trực tiếp và gián tiếp, đúng không? Do hiện tượng là buồng tim đang đấy này, trong rung lắc này, bị va đập này, thì theo em trong cơ chế đấy thì buồng tim nào sẽ là buồng tim bị tổn thương, dễ bị tổn thương nhất, tỷ lệ cao nhất? À, mời các bạn. Được. Em nghĩ là trái sẽ có khả năng tổn thương nhiều nhất trong chấn thương tim, bởi vì là lực cái gì nhỉ, bên... cái gì trái thất trái ạ. À, thất trái, ok bạn. Em lại thích đi. Tại sao nhỉ? Cái áp lực ở bên thất trái nó lớn hơn rất nhiều so với bên thất phải,
và cái nhiệm vụ mà tống máu đi nuôi cơ thể qua động mạch chủ ấy ạ. Ừ. Nên là nó cần một cái, tức là cái khả năng đầy của nó là lớn nhất ấy. Khả năng đầy của nó là lớn nhất. Ừ. Nghe rất hợp lý đúng không ạ? Còn còn có ai có ý kiến khác nữa? Có bạn nào có ý kiến khác không? Cách giải thích của bạn Thúy nghe có rẻ vẻ rất hợp lý nhưng mà chưa phải đáp án đúng nhé. Chưa phải đáp án đúng đâu. Có ai có ý kiến khác không nhỉ? Bạn nào mà lúc ấy đoán đúng thất phải nhỉ? Dạ em của. Theo em trong trường hợp này là buồng nào, buồng tim nào sẽ bị chấn thương nhất nhỉ? Bị vỡ nhất đấy. Em đang nghĩ giống bạn Thúy nhất chứ còn. Đang nghĩ giống bạn Thúy đúng không? Thì thường các bạn sẽ chọn như thế. Thế là các lớp Y hay A nó phải rất thích buồng thất trái đúng không? Lần đầu tiên đoán thất trái, lần thứ hai đoán thất trái. Tức là các cô thấy rất nhiều lớp chọn thất trái. Vậy các bạn nghĩ là thất trái là sẽ có chức năng bơm máu này và nó sẽ là, nhưng thực tế nhé, các bạn hiểu tức là khi mà các bạn nghĩ sâu xa quá thì đâm ra nó bị dối. Nhưng các em phải nghĩ một cách đơn giản như thế này. Ngoại khoa thì nghĩ nó đơn giản thôi, đừng nghĩ như nội khoa. Nó chỉ là những cái, nếu khi mà cái buồng tim nó đang đầy thế đúng không, đang đầy thế thì tỷ lệ mà bị giống như các em tưởng tượng này, đáng lẽ cái buồng nào nó bị vỡ ra ấy, thì phải là cái buồng nó yếu nhất. Bình thường là khi một quả bóng ấy, mà các em đập vào thì cái vị trí nào nó yếu nhất, ví dụ như là hoặc là khi mà em va đập ở đâu thì cái gì thành yếu nhất thì nó sẽ bị vỡ ra. Thì sao lại là thất trái được? Bởi vì thất trái, em biết là bản thân của thất trái nó là một cái vị trí mà gì nhỉ, thành của nó cơ tim rất dày, cái tỷ lệ vỡ của nó không có luôn. Còn nói ví dụ nhỉ, trong một cái cơ chế chấn thương ấy, nó sẽ vỡ ở các điểm sau, nó sẽ vỡ ở cái điểm mà thành của nó mỏng nhất. Cả một cái cơ quan như này, nếu mà vị trí nó thành mỏng nhất thì nó áp lực nó sẽ bùng ra vị trí đấy. Vì vậy mà thất trái mới là phải loại trừ đầu tiên, không phải là thất trái. Vì thất trái cơ tim nó dày như thế nó sẽ không vỡ đấy, mà nó sẽ vỡ ở các điểm yếu nhất. Và rõ ràng các điểm yếu nhất thì sẽ phải là tâm nhĩ chứ không phải là sao. Vậy sao các bạn học cái bài chấn thương động mạch chủ ấy? Thì còn một cái cơ chế nữa là nó ngoài nó vỡ ở các điểm mà mỏng nhất, yếu nhất ra, nó còn vỡ ở các điểm mà giao giữa di động và cố định. Đấy, giao giữa di động cố định, ví dụ cũng là chấn thương nhưng vùng tim và mạch máu lớn, chấn thương ở động mạch chủ chẳng hạn, những cái quai động mạch chủ nhé. Thì cô sẽ hỏi là quai động mạch chủ là quai động mạch chủ lên này, động mạch chủ lên này, quai động mạch chủ này và động mạch chủ xuống thì điểm nào sẽ bị vỡ. Thì các bạn ấy cứ nghĩ là rất là phức tạp, các bạn ấy phân tích cô thấy cũng hợp lý nhưng thực tế là không phải. Quai động mạch chủ nhá thì nó sẽ vỡ như này này, đang lên này nó không vỡ đâu, quai nó không vỡ mà nó vỡ ở quai chỗ động mạch chủ xuống, do có hiện tượng là chuyển giao từ vùng di động sang vùng cố định. Thì nó khi nó sẽ bị giằng xé một cái thì giữ cố định một cái thì di động. Tức là ở cái vị trí quai động mạch chủ xuống ấy thì đang quai động mạch chủ xuống là di động đúng không ạ? Thì nó có các nhánh chia vào các động mạch liên sườn. Quai động mạch chủ xuống nó sẽ có các nhánh chia ngang vào các động mạch liên sườn. Và các nhánh động mạch liên sườn nó sẽ đi vào bờ dưới của xương sườn và nó bị cố định ở đấy. Thì từ một đoạn là cố định ở bờ dưới của xương sườn với một đoạn là di động, thì khi mà rung lắc cái này thì nó sẽ bị em là nhỉ, nó sẽ bị đứt ở cái đoạn giao nhau giữa đoạn di động với đoạn cố định đấy. Nó rất đơn giản như thế thôi. Tương tự đối với lại buồng tim thì cả một cái buồng tim như thế nó đang chịu áp lực lớn thì nó sẽ vỡ ra ở cái điểm điểm thành tim, thành cơ tim mỏng nhất, và nó sẽ vỡ ra ở vị trí của tâm tâm nhĩ chứ không phải là vỡ ra ở
thắt trái đâu, vì thắt trái cơ tim nó rất dày, tỷ lệ vỡ nó không cao nhá. Thế là đó, đấy là về cơ chế chấn thương. Cơ chế chấn thương mà vỡ ở vùng tâm nhĩ theo áp lực thì cũng sẽ dễ cứu hơn, nếu mà vỡ ở vùng tâm thất trái thì tỷ lệ tử vong cao lắm, rất rất cao luôn nhá. Bây giờ cô sang một cái phần nữa, đó là tương tự đối kia, thì trong chấn thương tim nó sẽ có hai thể, cũng hai thể. Thể đầu tiên sẽ là thể chèn ép tim cấp. May quá, nữ mất công học lúc trước rồi. Thể thứ hai là thể hở van tim cấp. Không nói thật là vì các em đối tượng đa khoa của mình giảm nhiều đấy chứ, các nước khác các bạn sống lâu rồi. Đã có hai cái hội chứng như thế nào, hội chứng chèn ép tim cấp và hội chứng hở van tim cấp. Thì cái chèn ép tim cấp này này, nó là thế này, tương tự đối với vết thương tim, đúng không? Vết thương tim là lỗ thủng màng tim quá nhỏ, không đáp ứng được cái tốc độ chảy máu từ trong cái lỗ thủng cơ tim với cái tốc độ chảy máu từ lỗ thủng màng tim không tương đương nhau, không cân bằng nhau. Nó gây ra hiện tượng có một lượng máu chèn ép. Thì riêng đối với trường hợp mà vết thương tim thì lại quá rõ luôn, đúng không? Tức là bệnh nhân nhá, bị vỡ tim là chỉ do áp lực nó làm cho là cái gì? Quả tim đang đấy nên áp lực nó ép vào, nó vỡ quả tim ra, thì máu phun từ trong quả tim rất nhiều. Trong khi đó cái màng ngoài tim nó rất là dai các bạn ạ, cực kỳ dai luôn, nó không hề bị vỡ, không hề bị thủng. Nó khác nhau cái là một cái là có thủng màng tim và một cái là không thủng màng tim. Một cái là có thủng màng tim và một cái không thủng màng tim. Khi mà trong trường hợp chèn ép tim cấp ở vị trí tim là không có lỗ thủng màng tim, thế là lượng máu bao nhiêu là nó cứ chảy vào trong khoang màng tim mà không hề giải áp ra bên ngoài, vì không có lỗ thủng màng tim mà không hề giải áp ra bên ngoài. Do vậy cái chèn ép tim cấp trong trường hợp chấn thương tim là rất rất nặng, không, nghĩa là tối cấp cứu luôn đấy ạ. Lượng máu ao ra trong từ trong buồng tim, thậm chí nhá các bạn tưởng tượng này, khi có hung khí mà đâm vào ngực, đúng không ạ, thì cái hung khí có thể nó vẫn là có đường rõ ràng, ranh giới rõ ràng, đúng không? Và thậm chí là bệnh nhân vẫn đang còn gì nhỉ, đang còn bị cái hung khí cắm ngực, và cái hung khí nó vô tình nó là cái gì nhỉ, cái tấm chắn giống như là nó chèn vào đấy để cho máu nó không chảy ra. Nhưng mà khi mà vỡ tim thì đã là áp lực nó vỡ thì nó sẽ vỡ không theo một cái đường được cả. Và tim mà cái tâm nhĩ nó bị ép rồi nó vỡ, cái đường vỡ nó rất nham nhở và nó rất lớn mà nó ào ra rất là cấp tính. Trong khi đó là màng tim không có lỗ thủng, là máu ào vào trong khoang màng tim rất nhanh. Và chúng ta phải nhớ với nhau rằng vỡ tim thì có hội chứng chèn ép tim cấp cực kỳ nặng. Cực kỳ nặng. Bệnh nhân so với vào nhá. Các em vào ấy, các em sẽ thấy như này này. Trong vết thương tim thì sẽ nhìn thấy có hung khí đâm vào vùng nguy hiểm tim. Nhưng ngược lại, đối với trong trường hợp ở chấn thương tim thì vào có thể là bệnh nhân chỉ có một tí xây sắc sát ở thành ngực thôi. Và cái xây sắc quan trọng nhất đó là hiện tượng bệnh nhân có xây sát bầm tụ ở vùng xương ức. Nhìn ở cái vùng xương ức, vùng trước này vùng xương ức, tương ứng với vùng xương ức là có nhiều vết bầm tụ xây sát. Thì đây là một trong những cái gợi ý là các em nghĩ là khả năng là bệnh nhân bị đè hoặc là va đập rất là mạnh vào vùng tim rồi, vì vùng xương ức nó tương ứng vùng tim luôn. Đấy. Bầm tụ máu xây sát ở vùng xương ức. Cái thứ hai đó là bệnh nhân có triệu chứng của đau ngực, khó thở cực kỳ dữ dội. Nó không tương ứng với lâm sàng. Nghĩa là ôi sao chỉ có bầm tụ xây sát một tí thôi, chả có vết thương gì cả mà bệnh nhân lại kêu khó thở đến mức độ như thế, đúng không? Bệnh nhân không thể chịu đựng được. Và những cái dấu hiệu về tiền gánh hậu gánh và tại tim cũng tương tự như thế, nhưng với cái mức độ là cấp tính hơn rất là nhiều, diễn biến nhanh hơn rất là nhiều. Ngược lại đối với hở van tim cấp, đây là một hội chứng mà chỉ để là gì nhỉ, để là gọi là quy chụp mà thôi, chứ không lại gần như là rất là mờ nhạt, đúng không? Như cô vừa mô tả đấy, là bệnh nhân sẽ có những cái hở van tim nhẹ hoặc nặng, nhưng mà sẽ có những tiếng thổi tâm thu tâm trương gì đấy mà thường là sẽ bỏ sót. Và bệnh nhân may sao bệnh nhân đi khám thì cơ thể nó đã bù trừ dần rồi, khám là sẽ có tiếng thổi bằng tim. Và cái can thiệp phẫu thuật chỉ xảy ra khi mà bệnh nhân cơ thể không thể bù trừ được nữa, lỗ thủng nó tạo nên cái lỗ hở thủng rất là lớn luôn nhá. Về xử trí, vì là bài này dài quá, còn học bài số 2 nên cô sẽ sang phần xử trí luôn, về thái độ xử trí.
xử trí thì cũng tương tự, đúng không? Cũng như thế, cũng ưu tiên tuần hoàn hô hấp vân vân. Nhưng đối với trường hợp này thì cô nói với các bạn một câu, đó là tuyệt đối là gì nhỉ? Được đặt đường truyền nhưng tuyệt đối không chuyển dịch nhé. Đặt đường truyền này nhưng mà lại không chuyển dịch. Các bạn đợi cô một chút xíu nhé. Vâng ạ. Em nốt lại với các bạn nhé. Hello, các bạn nghe rõ cô nói không nhỉ? Dạ có cô ạ. Chúng ta học tiếp nhé. Đặt đường truyền nhưng tuyệt đối là không chuyển dịch. Đặt đường truyền nhưng mà tuyệt đối không chuyển dịch. Cái này chắc là các em hiểu ý đúng không các bạn? Thứ hai, đó là trong cái phương pháp này thì cô cần nói một câu đối với vết thương tim nhỏ, lỗ thủng mạng nhỏ thì chúng ta cân nhắc cái việc là có nên chúng ta cân nhắc cái việc là có nên dẫn lưu trong cuộc nặng tim không. Nhưng đối với trường hợp của bệnh nhân có chấn thương tim với hội chứng chèn ép tim cấp rất nặng nề thì người ta lại khuyến cáo là nên trong cuộc nặng tim, bởi vì lượng máu nó sẽ diễn tiến rất nhanh và bệnh nhân sẽ không thể thở được, nên là người ta sẽ khuyến cáo trong cuộc nặng tim. Với lại cái lượng máu lớn như thế thì tỷ lệ chọc sẽ thành công hơn, dễ thành công hơn. Thì lại chọc khúc bằng tim. Thứ ba là các cái quy tắc còn lại thì cô cũng sẽ không nói nhiều nữa vì nó cũng tương tự, nó sẽ chuyển về các tuyến mà có khả năng phẫu thuật tim mạch lồng ngực, vân vân. Vậy là đối với cái thái độ xử trí trong trường hợp bệnh nhân có cái chấn thương tim thì chỉ cần lưu ý hai yếu tố. Một là tuyệt đối không chuyển dịch, và thứ hai là sẽ khuyến cáo chọc khúc bằng tim vì cái lượng máu ở dịch mạng tim rất là lớn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài số 2. Thì hơi mệt một tí nhưng mà chúng ta chắc sẽ học đến tầm 30 phút thôi. Cô sẽ nói rất là nhanh thôi. Thì, trong khoa cô cũng đang có việc thì chúng ta sẽ học rất là nhanh thôi. Bài thứ 2 chúng ta học sẽ là các em chắc cũng sẽ hơi mệt và vì học liên tục cái này thì bài này cô đoán là các bạn đã đọc ở nhà rồi và bài này nó dễ. Alo? Dạ vâng ạ. Có ai nói gì ạ? Bài này nó dễ hơn bài trước và nó thiết thực hơn bài trước, nó dễ hiểu hơn. Đó là bài khám vết thương ngoại vi. Một khám chấn thương và vết thương mạch máu ngoại vi nhá. Khám chấn thương và vết thương mạch máu ngoại vi thì cô nói tóm lại ý này này, tại sao cái bài mô đun tim mạch thì lại chia ra là tim và mạch mà, đúng không? Tim và mạch thì sẽ chia làm hai phần rõ là bài khám chấn thương vết thương tim và chấn thương và vết thương mạch máu ngoại vi. Vì đối với những cái mạch lớn ấy, như là động mạch chủ này, tĩnh mạch chủ trên này, sẽ quy vào luôn cả vết thương giống tim, người ta gọi là tim và các mạch máu lớn. Còn bài này cô giới hạn chỉ là nói về các cái chấn thương mạch máu ngoại vi thôi, tức là mạch máu. Cô nói luôn là cái chấn thương cô được xác định như sau: đối với chi trên và chi dưới thì chi trên được tính từ động mạch nách. Mạch máu ngoại vi trong bài này cô nhắc đến đó là chi trên tính từ động mạch nách đến động mạch gì nhỉ? Động mạch quay trụ hai bên. Nhá. Còn đối với chi dưới cô nói từ động mạch đùi cho đến động mạch chạy trước chạy sau.
Đấy là giới hạn của bài này. Còn các động mạch lớn thì có các bạn có thể về học thêm cái tổn thương của động mạch chủ và có thể được giải đáp thắc mắc ở cái bài chấn thương vết thương ngực. Đấy thì bài này chỉ giới hạn ở mạch máu ngoại vi thôi. Máu ngoại vi thôi. Cái bài này thì sẽ nhắc với các em cái đầu tiên mà các em cần phải học ấy, chưa cần học cái gì cao siêu đâu, mà cái quan trọng nhất là các bạn phải có kỹ năng của bắt mạch. Tức là gì? Tức là biết cái mạch ấy, những cái mạch động mạch đấy ở vị trí nào và bắt ra làm sao. Chứ còn lại nói rời nói Phật gì mà không biết động mạch ở đâu thì cũng câu chuyện nó sẽ khác nhá. Ít nhất các em phải, bây giờ cô nói là mời em là bắt được động mạch nách ở đâu này. Đấy. Mời bạn là bắt động mạch nách ở đâu này, bắt động mạch cánh tay ở đâu này, bắt động mạch quay trụ ở đâu này. Đó, hoặc là bắt động mạch chế trước hay sau ở đâu thì cái đấy các bạn phải biết bắt. Thì không hiểu là các bạn đã bắt được chưa. Nếu mà các em chưa bắt được thì cô sẽ hướng dẫn được không, các em để tự học được. Là các bạn đã biết bắt cách bắt các động mạch này chưa nhỉ? Biết vị trí và cách bắt chưa? À, chưa đâu cô ạ, chưa biết hết đâu ạ. Có biết một vài cái. Biết vài cái đúng không? Thì cô sẽ hướng dẫn các bạn về cái cơ bản, cái cách bắt mạch nhé. Để làm sao để mà khi mà các em đi khám lâm sàng, các em chẩn đoán là bệnh nhân không có hội chứng chèn ép quang chẳng hạn, xong rồi vì là bệnh nhân mà mạch chảy trước chảy sau rõ, mà giờ đến thì chẳng biết mạch chảy trước chảy sau ở đâu thì nó rất là buồn. Thế thì sau nhé, cô sẽ hướng dẫn này. Thì thì cô sẽ hướng dẫn các bạn như sau này. Về mạch chảy trước chảy sau, à về từng loại mạch, về chi trên sẽ có động mạch nách trước. Các bạn ngồi trước màn hình và cũng sẽ cô hướng dẫn đến đâu thì các bạn tự bắt động mạch của mình đến đấy thì sẽ nhớ hơn. Tại vì người ta họ học thì đôi với hành mà, đúng không các bạn? Các bạn cho tay, ví dụ muốn bắt động mạch nách này, về giải phẫu thì động mạch nách nó nằm ở trong hố nách, đúng không ạ? Nhưng mà quan trọng là phải bắt thế nào, chứ nói với nhau là động mạch nách ở trong hố nách cứ sờ sờ thì chả biết động mạch ở đâu. Thì nó bắt như sau này, khi mà các em bắt mạch con người, các em phải dùng gì nhỉ? Cái đầu ngón tay, các cái đầu ngón tay, các cái đầu ngón tay này, đây là cái vị trí dùng để người ta để bắt mạch nhá. Đầu ngón tay dùng để bắt mạch đó. Thì các em dùng cái đầu ngón tay này, em đưa vào trong hố nách này, không biết các bạn có nhìn rõ cô không, cô là mô hình cho các bạn luôn, đưa vào trong hõm nách như này này, và trong đó thì cái mặt để bắt mạch người ta sẽ được hướng từ ngoài đó, vì động mạch cánh tay là cái động mạch động mạch nách là động mạch chuyển từ động mạch dưới đòn ra, nó đi qua hõm nách. Và khi đấy thì các bạn cho tay vào phía hõm nách này, đúng không? Các bạn đẩy cái đầu ngón tay về phía cánh tay thì sẽ thấy là cái động mạch nách nó đọc ngay ở phía các đầu ngón tay như này. Các bạn tưởng tượng được không ạ? Không biết là đã sờ, các bạn đã sờ được động mạch nách ở cái cách bắt này. Nếu các em quay vào trong này này, áp vào trong này này, thì các em không bao giờ bắt được mạch nhá. Cô nhìn được khi mà cô đi hỏi khi lâm sàng, cô hỏi các bạn để bắt được mạch nách, các bạn cứ cho vào tay, các bạn bảo là em thấy động mạch nách đập vào đỉnh này này, thế là không nói được, nó không đúng rồi. Mà động mạch nách các em phải đẩy hơi ra ngoài phía cánh tay, các em sẽ thấy động mạch nách nó đập ở phía vùng mặt trước một tí như này đó. Bắt được chưa nhở? Đã được rồi cô ạ. À rồi đấy, em thấy hơi ạ. Đó thì đấy là cái cách mà các em bắt động mạch đẩy ra phía cánh tay một tí, em sẽ thấy đập đầu ngón tay. Cái cách thứ hai là động mạch cánh tay. Động mạch chi trên là rất là dễ bắt rồi. Động mạch cánh tay thì chắc là biết đo huyết áp thì sẽ biết bắt động mạch cánh tay. Đo huyết áp là gì? Người ta khi mà cuốn bao đo huyết áp là người ta đặt cái ống nghe ở vị trí này này. Và thế là đầy bạn sẽ đặt, tôi còn chẳng biết là đặt đây, tại sao đặt đây. Nhưng thực tế là gì nhỉ? Đây là vị trí của động mạch cánh tay. Và đo huyết áp là người ta đang đo cái áp lực ở động mạch cánh tay. Người ta đặt cái ống nghe ở vị trí này này. Thì vị trí này chính là cái vị trí gì ạ? Vị trí của động mạch cánh tay đi qua. Thế khi các em đặt lên, người ta gọi là gì nhỉ? Cái ống Hunter đây, đúng không ạ? Cái ống Hunter đặt đây, các em sẽ bắt được động mạch cánh tay. Và đúng một quy tắc là các em thường sẽ bắt được động mạch cánh tay, xong các em mới đặt ống nghe vào để đo huyết áp. Thế cái động mạch thứ ba mà các bạn rất dễ, cái này thì ai cũng biết đúng không? Các người ta không học y, người ta cũng biết là cho tay vào đây này, bắt ở trên cái rãnh quay, đúng không? Rãnh quay hai bên, rãnh quay nó thẳng với lại ngón tay cái, đúng không? Đây là xương quay này, đúng không? Học rất là ít là xương quay này, đúng không?
thì sẽ có rãnh quay này và bắt được động mạch quay, thậm chí là thần kinh quay nó cũng đi theo hướng này. Đó, người ta bắt được động mạch quay trong rãnh quay ở ngay nếp gấp của cổ tay. Thứ hai, đó là đối xứng sang bên này, người ta sẽ có là rãnh trụ thì sẽ bắt được động mạch trụ tương ứng với phía bên ngón út và xương trụ và sẽ rãnh đậm mắt được động mạch trụ. Nhưng tại sao em sẽ thấy trên lâm sàng là phần lớn là người ta sẽ bắt động mạch quay chứ người ta không bắt động mạch trụ? Không phải đâu, hai cái nó đối xứng với nhau, nhưng mà vì động mạch quay nó nằm đông sát ra, trong khi động mạch trụ thì nằm sâu hơn, nên là bắt động mạch quay sẽ dễ hơn so với động mạch trụ. Có một câu mà cô rất hay hỏi các bạn sinh viên, đó là các bạn chắc là các bạn sẽ hay gặp cái là người ta cắt cổ tay tự tử đấy đúng không ạ? Mấy cái người mà thần kinh hơi yếu một tí đúng không ạ? Hơi một tí là lôi cổ tay ra cắt để tự tử, nhưng mà thực tế là cắt cổ tay thì ít khi chết được lắm đúng không? Vì sao nhỉ? Mấy người thần kinh yếu là hay lôi cổ tay ra cắt lắm. Thế bây giờ nguyên tắc trong bắt mạch là gì? Là các em phải bắt được cái mạch phía dưới đoạn tổn thương đúng không ạ? Ví dụ bệnh nhân đang bị tổn thương động mạch nách thì các em phải lấy tay các em bắt động mạch cánh tay xem là có còn không, và so sánh động mạch cánh tay bên bị tổn thương với bên còn lại đấy, so sánh hai bên. Nếu mà chẳng hạn như động mạch nách này này bị tổn thương, khi động mạch nách bị tổn thương, em bắt động mạch cánh tay bên cùng bên tổn thương so bên đối diện thấy mất luôn, thì chứng tỏ là cái tổn thương rất nặng, thậm chí là bị cắt thì nhỉ, cắt rời ra hoàn toàn đúng không ạ? Nhưng nếu mà em bắt động mạch cánh tay thấy nó yếu, nó mờ hơn bên này một chút, thì chứng tỏ là vẫn có lưu thông máu đúng không? Chỉ là do bị tổn thương, bị máu nó chảy ra ngoài một chút thôi, nhưng vẫn có lưu thông máu. Thế là các em đánh giá. Vì vậy trong tất cả những vết thương mạch máu thì bao giờ các bạn cũng phải bắt được cái mạch ở phía dưới, bắt được cái mạch phía dưới tổn thương nhá, bắt được cái mạch phía dưới vị trí tổn thương. Vậy trong cái trường hợp mà bệnh nhân bị cắt vào thì nhỉ, cắt động mạch quay tự tử đấy đúng không? Cắt cổ tay tự tử đấy, thì theo các bạn là khi mà cắt cổ tay tự tử thì quy tắc là sẽ bắt được cái mạch ở phía dưới tổn thương, thì sẽ bắt mạch nào nhỉ? Phía dưới của động mạch quay và động mạch trụ thì nó là cái động mạch nào? Xuống cung động mạch gan bàn tay. À, cung động mạch gan bàn tay đúng không? Thế mà nghe như thế thì cũng hơi hoang mang một tí, đúng chính xác. Nhưng mà không, cung động mạch gan bàn tay thì cụ thể là bắt ở đâu thì hơi khó đúng không? Thì cái này chỉ là gọi là trao đổi thêm thôi, cũng là để cho các bạn biết cái đường, nhớ lại cái đường đi của động mạch thôi nhé. Các bạn làm cái động tác sau cô này, xòe bàn tay đúng không ạ? Xòe bàn tay nhưng mà không đếm ngón tay, bạn cho tay vào đây. Các bạn có nhớ vị trí của hõm hố nào giải phẫu không? Ở đây có bạn nào nhớ vị trí của hố nào giải phẫu không? Cô mô tả này. Ờ đây. Đấy, cái chỗ cô vừa xòe. À đúng rồi, chỗ cô vừa xòe đúng không ạ? Nó đơn giản là nó làm gì nhỉ? Ở cái gân duỗi của ngón cái này, hay gọi là gân duỗi ngón một, và cái gân dạng của ngón cái, ở giữa hai cái gân này nó có một cái chỗ lõm vào. Cái chỗ này người ta gọi là hố nào giải phẫu. Và cái vị trí này khi các em ấn vào đi, các em ngồi trước màn hình hay là các em ấn theo cô thì các em có thấy mạch đang đập không? Có cô ạ. Cô thấy mạch đập rất là rõ. Tuy nhiên cô đi dạy các lớp khác có những bạn mà cứ thắc mắc, em chả thấy mạch đập gì cả. Đấy là những bạn mà béo quá là phải chịu nhá. Thì khi mà chúng ta sờ đến này, chúng ta sẽ thấy được là cái mạch đập ở vị trí này này. Và đây chính là cái nhánh liên thông của động mạch quay, nó đi ra đằng sau. Đấy, nhánh liên thông động mạch quay đi đằng sau. Thì trong trường hợp này chúng ta có thể khám được cái việc là chúng ta bắt được xem là cắt như thế nhưng mà mạch chỗ này còn không, đúng không? Trong những trường hợp mà mạch chỗ này mất luôn thì chứng tỏ khi cắt rời rồi đấy ạ. Những trường hợp mà mạch vẫn đang đập yếu đúng không? Thế thì đây là làm cái thể khác chưa cắt rời. Vậy cái thể khác là thể như thế nào? Tí nữa chúng ta sẽ học. Thế là bây giờ là biết được, bắt được là động mạch nách như nào này, động mạch cánh tay như nào, nó quay trong như nào này, thậm chí còn biết được là gì nhỉ? Một cái nhánh của động mạch quay ở cái hố nào giải phẫu bắt như nào. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái động mạch chi dưới, đúng không? Động mạch chi dưới. Động mạch chi dưới thì bắt đầu từ động mạch đùi, hay người ta còn gọi từ là động mạch bẹn, thì nó đi ở cái chỗ bẹn. Động mạch đùi thì chắc là cô nghĩ là ai bạn nào cũng bắt thôi, đúng không? Cô nói như thế để bắt luôn đi, đúng không? Vị trí của động mạch đùi nó là trung điểm, hay là cái vị trí là chính giữa cung đùi, chính giữa cung đùi. Ở đấy có ba cấu trúc đi cùng với nhau, thần kinh đùi, động mạch đùi, tĩnh mạch đùi đi với nhau, nó đi thành bộ ba.
và đi ngay trong cái ống phía trước cơ 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 gì nhỉ, tự nhiên cô quên, cơ may à? À, đó gọi là ống cơ khép ấy, ở phía mặt trong của đùi này. Đấy thì người ta gọi là cái động mạch đùi, hay có cái tam giác scapa, đúng không? Chắc các bạn học giải phẫu cũng giỏi lắm, mới học xong. Thế thì động mạch đùi nó là vị trí chính giữa cung đùi, các em sờ vào vùng bẹn các em thấy động mạch đùi đập rất mạnh luôn. Cái này chắc dễ rồi. Cái thứ hai đó là động mạch khoeo. Thì động mạch khoeo thì tên thế nào thì khám thì đấy đó, động mạch khoeo. Thì các em cho tay vào vùng hố khoeo, cho tay vào vùng hố khoeo, sờ thấy động mạch khoeo nằm trong hõm khoeo. Đấy, thì nó ở mặt sau gối đằng trước thì nhưng mặt sau gối là hõm khoeo, sờ thì hõm khoeo. Đó. À, cái số 3 nữa đó là động mạch chảy trước và chảy sau. Chảy trước và chảy sau là hai loại động mạch quan trọng nhất mà cô phải nhắc đi nhắc lại là bạn nào là biết khám. Bởi vì sao? Bởi vì những cái ứng dụng của nó nhiều hơn các loại động mạch khác, bắt buộc phải biết bắt động mạch chảy trước và chảy sau. À, ngày xưa cô đi hỏi khi lâm sàng ấy, có một bạn như này này, cô hỏi là động mạch chảy trước ở đâu, có bắt như thế nào thì không biết bắt, ngồi đơ ra không biết bắt. Thế nhưng cô bảo là động mạch mu chân bắt như nào thì bắt được luôn. Thế chứng tỏ là bạn ấy thường là các bạn ấy sẽ quen cái cách đọc, đúng không? Quen cái cách đọc theo vùng, ví dụ như là mu chân thì sẽ là động mạch ở vùng mu chân, đúng không? Động mạch khoeo là ở vùng khoeo. Nhưng thực tế nhé, cái động mạch chảy trước thì nó đi xuống vùng mu chân thì người ta gọi là động mạch mu chân. Nên khi là cô bảo bắt động mạch chảy trước cũng chính là đi bắt động mạch mu chân nhá. Thì động mạch mu chân thì cô nói thế, động mạch mu chân hay còn gọi là động mạch chảy trước, là nhánh của động mạch chảy trước đấy, nó ở vùng mu chân. Các bạn sờ xuống mu chân đấy, các bạn sẽ bắt được động mạch chảy trước, nó đi ở giữa cái xương bàn của bàn 1 và 2 đấy, đúng không? Xương bàn 1 và xương bàn 2, bàn chân đấy ạ. Để sờ thấy động mạch mu chân. Và thứ ba nữa đó là động mạch chảy sau. Động mạch chảy sau là một cái động mạch mà đi phía mắt cá trong ngoài nhỉ? Nó đi phía mắt cá trong hay mắt cá ngoài hả em? Các em? Động mạch chảy sau là nó đi phía bên mắt cá trong hay mắt cá ngoài nhỉ? Một bạn nói đi, bạn nói đi. Úi thừa là các bạn biết, sao im lặng thế? À, hình như mắt cá trong à? Ngọc Đức. Đúng rồi, chính xác, mắt cá trong. Nhá, động mạch chảy trước thì là chính là đi xuống và nó xuống mu chân, người ta gọi là động mạch mu chân. Trong khi đó động mạch chảy sau thì nó sẽ đi vào rãnh sau của ngay, rãnh ngay sau phía của mắt cá trong nhá. Đầy bạn là thò tay bắt mắt cá ngoài đấy. Động mạch chảy sau là nó đi ở mặt trong, nó đi ở cái rãnh ngay sau mắt cá trong nhá. Thò tay xuống bắt đi cho nó quen, ít nhất là học xong bài này thì phải biết bắt và các vị trí của động mạch nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ học qua về các cái hình thái tổn thương và cuối cùng là đến cấp cứu xử trí như nào. Khám chấn thương của vết thương có loại gì? À, có 3 loại hình thái của vết thương. Ôi, okay, nếu mà các em đọc tài liệu bài này nó dài lắm, nó dài cực kỳ, kể cả tài liệu của bộ môn hay tài liệu của Đại học Y Hà Nội đều rất dài. Và cô thì cô chỉ mang tính chất là ngồi đây để tóm tắt cho các bạn thôi. Cái hình thái đầu tiên của tổn thương nó sẽ như thế này, đó là đứt rời mạch. Trường hợp số 1 là mạch nó đứt rời luôn nha, như này. Là nó thành hai cái riêng biệt như này này, đó, nó đứt rời đấy, hình thái số 1 nhá. Hình thái số 1 là đứt rời mạch. Hình thái thứ hai là nó đứt mạch, nó không đứt rời hả các bạn ạ, nó còn lóc léo một tí, tức là này, cái vết đứt vết chém ấy nó lớn hơn 1/2 chu vi. Hơi xấu tí không cả,
Đây là cách số 2 và cách số 3 là như này này. Là hình thai nó chỉ đứt cái vết thương, người ta gọi là vết thương mặt bên. Nó chỉ hơi đứt một tí như này thôi. Nó chỉ hơi đứt ở vị trí này thôi. Đấy, nó chỉ hơi đứt rồi. Đây là hình thai số 3. Đây, ba hình thái. Trên hình thái số 1 đó là vết thương đứt rời mạch. Hình thái số 2 là vết thương bên, tuy nhiên là đứt lớn hơn một phần hai chu vi. Và hình thái số 3 là vết thương, nó chỉ là vết thương bên nhỏ thôi, giống như rỉ máu. Ba cái hình thái này nó có các cách xử trí và diễn biến lâm sàng hoàn toàn khác nhau. Hình thái số 1 là khi đứt rời như thế thì cơ chế là gì? Cơ chế là cơ chế khi mạch như này bị đứt rời ra, đúng không ạ? Đứt rời ra hai bên thì mạch nó sẽ có cơ, đầu tiên là nó sẽ hình thành các cục máu đông hai bên này. Đấy, và đồng thời mạch nó sẽ co tụt và rút về hai đầu, thậm chí là nó rút mạch về hai đầu thì cái mô, cái cơ phủ động mạch nó không phải nông như là tĩnh mạch đâu nhé. Em tĩnh mạch thì em sờ thấy dưới da này luôn này, nhưng động mạch bao giờ nó cũng sâu hơn, nó nằm ở lớp cơ phủ hơn, nó sẽ chui tọc vào trong phía của các cái cơ và nó tách nhau ra như này, và nhanh chóng nó bị các cái cơ chèn vào, đúng không? Đồng thời các máu đông nó chèn vào làm cho cái cấu trúc đứt mạch trong trường hợp số 1. Đó là bệnh nhân này sẽ, theo các bạn có chảy máu nhiều không? Nghĩ là bệnh nhân số 1 này thì chảy máu ít hơn, bởi vì là khi mà mạch nó rút lại nó sẽ xoăn lại. Đúng rồi. Đúng. Trường hợp số 1 là trường hợp đứt rời hẳn mạch ra. Tuy nhiên chảy máu lại không nhiều, chỉ giai đoạn đầu, nên xong rồi nhanh chóng nó co rút lại với hai đầu, cục máu đông, đồng thời là các cái mô nó chèn ép vào, là bệnh nhân sẽ không chảy máu nhiều. Trong trường hợp là chảy máu không nhiều, tuy nhiên khi mà bắt mạch nhé, quy tắc là bắt mạch ở phía dưới tổn thương thì sẽ mất mạch hay là mờ? Mạch sẽ mất hay là mờ? Mất hoàn toàn mạch. Mất luôn. Chính xác, mạch mất luôn, không sờ đấy luôn, mạch mất hoàn toàn luôn. Và trong cái trường hợp này, bệnh nhân vào thì không hẳn là sợ hội chứng sốc mất máu, tức là mất máu thường không nhiều, mạch co rút là vào, đúng không? Mất máu thường không nhiều, nhưng sờ mạch ở phía dưới thì không thấy luôn, không thấy gì luôn, mất hẳn luôn. Và tưới máu ở vùng chi, tưới máu ở vị trí phía dưới tổn thương là không có gì nữa, đúng không ạ? Ví dụ cái đoạn nào mà do cái động mạch cái cấp máu ấy, thì do là nó một phát nó đứt luôn thì ở phía dưới là nó sẽ không được cấp một tí máu nào cả. Và trong cái trường hợp này là sẽ diễn tiến đến là gì nhỉ? Từ từ là từ thiếu máu dần dần đến hoại tử rồi vân vân, đúng không ạ? Không được cấp máu mà. Ok, đúng rồi. Trường hợp số 2 là cái trường hợp mà nó lại không đứt hẳn, nó lại đứt leo lắt, vết thương nó rất là sâu nhưng nó vẫn còn một tí, đúng không? Lớn hơn 1 phần 2 chu vi. Đấy, đây là một cái trường hợp mà bệnh nhân thường vào với hội chứng sốc mất máu, vì máu nó ào ra rất là dữ dội, máu chảy từ cái vị trí này, nó phun ra, phun ra rất là nhiều. Thế nhưng mà trong trường hợp này này, có thể với một cái vết thương lớn như này thì không có cái cục máu đông nào mà nó bít được so với cái tốc độ chảy máu ạ. Nên bệnh nhân này thường mất máu rất là nhiều, mất máu rất là nhiều, đồng thời ở mạch, bắt mạch ở phía dưới ấy, thì nó vẫn có khả năng có thể cấp máu một phần, vẫn cấp máu một phần được xuống cái vùng chi ở phía bên dưới. Bị tổn thương và mạch có thể là mờ hoặc mất, vẫn có thể mờ hoặc mất nhé. Nhưng nếu so sánh trường hợp 1 và 2, nó vẫn có những cái ưu điểm và nhược điểm nhất định. Trường hợp số 1, bệnh nhân đỡ mất máu hơn trường hợp số 2. Tuy nhiên, trong cái phẫu thuật viên rất là khó khăn, bởi vì cái em mở, khi mà em mở phẫu trường vào trong, hai đầu mạch nó rút về hai bên, đúng không? Chả biết thế nào mà nối được, có khi là bác sĩ ở trong đấy hẳn cả tiếng đồng hồ, đúng không? Cả tiếng đồng hồ vẫn không tìm thấy mạch mà nối. Thậm chí nhá, khi mà mạch rút như thế thì người ta còn bỏ sót tổn thương nhá. Cái mạch này mở ra nhá, em thấy máu nó phun như này này, thì người ta đoạn này đang bị chảy máu, nó cặp vào khâu lại, đúng không? Nhưng trong trường hợp nó rút như này này, rút về hai bên thì người ta rất dễ bỏ sót tổn thương, là một. Thứ hai, có biết là bị tổn thương thì rất là khó tìm, vì là động mạch nó lách sâu và mở ra thì máu này rồi là dây chằng rồi thần kinh rồi đủ các loại tổ chức nó rất là rối. Vì vậy cái loại số 1 này mất công đi tìm hai đầu rất là mệt, đồng thời đã thậm chí còn bỏ sót. Cái trường hợp số 2 thì bệnh nhân dễ mất máu rất là nhiều, nhưng mà nó còn liền với nhau để mà chúng ta còn biết. Đấy, trường hợp số 3 là trường hợp gì? Trường hợp số 3 là cái trường hợp mà cái vết thương gọi là vết thương bên, nó chỉ có đứt một tí thôi. Đấy, thế là cái trường hợp này các em bắt mạch nhé, các em bắt mạch bệnh nhân này. Có những trường hợp là bệnh nhân thấy mờ mạch, có trường hợp là như bình thường, mạch vẫn như bình thường luôn. Đó,
Sau đấy thì ở đây nó hình thành một cái cấu trúc người ta gọi là giả phồng động mạch. Ở vị trí này, ở vị trí này nó có một cái giả phồng động mạch. Đấy, thế cái giả phồng động mạch này là cái gì? Đó là có một cái vết thương bên nó đang chảy máu này, nhưng mà vì là cái tốc độ chảy máu nó không lớn, vết thương nó nhỏ nhỏ thôi, thế là các cái cục máu đông được hình thành, các cái tiểu cầu này, các sợi fibrin nó kết dính lại, nó thành cái màng, thành cái màng nó bọc ở phía ngoài tổn thương, bọc phía ngoài cái vị trí chảy máu thành cái màng đấy, người ta gọi là cái dấu giả phồng động mạch. Tức là thế nào, là khi mà có cái dấu giả phồng động mạch ấy, thì máu nó sẽ không chảy ra nữa, nó sẽ vẫn chảy lưu thông bình thường theo cái dòng máu như này, từ trên dưới vẫn lưu thông bình thường, bệnh nhân thậm chí là vẫn mạch vẫn đập bình thường, ok, không vấn đề xảy ra. Nhưng khi cái trường hợp này nhé, khi bác sĩ khám lâm sàng sẽ phát hiện là trên cái đường đi của động mạch ấy, có một cái khối máu, một cái khối máu tụ, cái khối máu này nó sẽ đập theo nhịp tim, đúng không? Nó sẽ đập bùng 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 theo nhịp tim như này, đập như thế, và các em phải linh hoạt. À, đây chính là vị trí của giả phồng động mạch. Cái giả phồng động mạch này nó chỉ là một cái phương án tạm thời của cơ thể để làm sao để không bị mất máu thôi. Còn lại cái khối giả phồng này vì một cách nào đó nó sẵn sàng nó gì nhỉ, nó bung ra và lại chảy máu lại bình thường. Nên nhiệm vụ của bác sĩ khám là gì? Phát hiện các khối giả phồng để điều trị, giống như là trường hợp vết thương mạch máu bình thường vẫn phải khâu nối lại, vân vân. Trong cái trường hợp mà khối giả phồng động mạch mà bác sĩ mà không nắm được ấy, rất dễ bỏ sót vì là mạch bệnh nhân vẫn bình thường, xong rồi máu tưới vẫn bình thường, đúng không? Thế nhưng mà thực tế là cái này nó chỉ gọi là phương pháp tạm thời thôi. Còn nếu mà không thì nhanh chóng là bị vỡ ra, xong lại bị chảy máu thứ phát. Đó là ba cái hình thái tổn thương mà hay gặp nhất. Thì cô sẽ nói về cái tiến triển như thế nào. Bởi vì trong ngoại khoa ấy, cô mắc các bạn một câu là các bạn đi thi trắc nghiệm ấy, các bạn cứ hay chọn cái mốc 6 giờ này cô. 6 giờ là cái mốc mà rất là hay dễ trúng. Ví dụ này, vết thương từ mai sau các em học năm thứ tư, các em học cái môn phẫu thuật thực hành, em sẽ học cái cách xử trí vết thương phần mềm đấy ạ. Đúng không? Khi mà có vết thương chém vào tay, hoặc là bệnh nhân có vết thương ở họ ở vùng tay chân, thì người ta lấy cái mốc 6 giờ là trước 6 giờ là vết thương sạch, nhưng sau 6 giờ là cái vết thương nó. Bạn ấy gọi là sao không siêu âm đốc lên mạch máu để không bỏ sót. À, cái em ơi, cô vẫn đang dạy các bạn là phần khám lâm sàng nhá. Cô không nói là không siêu âm đốc lên mạch, mà cô đang dạng phần khám lâm sàng. Tức là gì? Là dùng cái khám của bác sĩ lâm sàng để phát hiện bệnh. Còn lại khối cận lâm sàng, nếu mà các em đã gặp thầy chủ nhiệm bộ môn ấy. Đó, đúng rồi, đấy là cận lâm sàng. Nếu các em đã gặp thầy chủ nhiệm bộ môn là thầy phó chủ nhiệm bộ môn là thầy Hưng, thì là thầy là một cái người rất là đề cao cái việc khám lâm sàng. Bởi vì phương châm của thầy là chỉ có mình mới tin mình thôi, chỉ có bác sĩ lâm sàng mới là người đưa ra cái kết luận cuối cùng, kết luận cuối cùng thôi, chứ còn không tin ai. Thậm chí cũng cận lâm sàng chỉ mang tính chất gợi ý. Có những trường hợp mà nếu quá tin vào cận lâm sàng thì chúng ta sẽ, bởi vì cái người cận lâm sàng ấy, người ta chỉ mang tính chất hình ảnh gợi ý, và người ta không phải chịu trách nhiệm. Và cái người mà mai sau em chẩn đoán sao mà đi ra trường thì phần lớn các bạn nữ là sẽ đi theo khối cận lâm sàng về xét nghiệm, về siêu âm, chứ không đi theo khối cận lâm sàng. À, không đi theo khối lâm sàng, vì khối lâm sàng là chịu trách nhiệm nhiều hơn, phức tạp hơn, va chạm bệnh nhân hơn nhé. Ok, không sao bạn, đấy là cô đang nói phần khám lâm sàng. Thì còn cái phần siêu âm động mạch, siêu Doppler ấy, thì bạn ấy nói rất đúng. Và nếu mà trong trường hợp thì các em sẽ đọc thêm, vì thời lượng bài này chắc là cô không nói hết phần cận lâm sàng đâu. Thì cô bây giờ cô nói tiếp về cái đang nói cái mốc 6 giờ nhé. Cái 6 giờ là cái thời điểm mà sạch và bẩn đấy. Người ta tính được rằng 6 giờ là cái thời điểm vi khuẩn từ cái vết thương đang sạch nó có thể nhân lên thành vết thương nhiễm trùng. Nên người ta hay cân nhắc là 6 giờ. Đối với vết thương mạch máu cũng thế. 6 giờ nhá, là cái mốc là gì? Là nếu vết thương đến với các em trước 6 giờ thì là kể cả bệnh nhân có đứt động mạch, thì trước 6 giờ thì sau khi đấy các em nối lại với nhau thì nó vẫn là tổn thương có hồi phục hoàn toàn. Tức là
bệnh nhân bị đứt động mạch quay chẳng hạn, cái vùng bàn tay này đang bị thiếu máu chẳng hạn, nhưng nếu mà nối kịp trước 6 tiếng thì cái tổn thương hoặc là các em thì tổn thương này nó sẽ hồi phục một cách hoàn toàn nhé, hoàn toàn. Còn nếu sau 6 tiếng thì tổn thương này có hồi phục hoàn toàn hay không thì xin thưa là không, nó chắc chắn sẽ có các cái rối loạn sau 6 tiếng. Và người ta còn có một mốc nữa là 12 và 24. Nếu mà 12 và 24 người ta sẽ cân nhắc, cái này các em sẽ học sâu hơn trong cái bộ môn pháp y, cái bộ môn mà học rất là hay, đúng không? Về khám nghiệm tử thi là sau khi 6 giờ, à sau 12 giờ, sau 24 giờ thì vết thương, nếu mà một vùng chi mà không được cấp máu hoàn toàn trong thời điểm 24 giờ thì nó sẽ chuyển sang cái giai đoạn là gì nhỉ? Hoại tử khô hay hoại tử mệt, hoại tử khô hay hoại tử ướt, hay là chuyển sang cái giai đoạn cứng khớp tử thi. Đấy là các em sẽ học sâu hơn, cái này cô cũng không bàn đến nhiều. Cô chỉ nhắc các em là trước 6 tiếng là hồi phục hoàn toàn, sau 6 tiếng là hồi phục không hoàn toàn nữa. Nếu sau 24 tiếng thì sẽ có hiện tượng là hoại tử rồi. Nên là các bạn, cái điều này để nhắc nhở các bạn về cái vấn đề gì nhỉ? Nhắc nhở là về cái thời điểm vàng trong cấp cứu, phải cứu bệnh nhân trước 6 tiếng để cái hồi phục đấy là hoàn toàn, đúng không ạ? Đó. Bây giờ cô sẽ sang một cái phần luôn, đó là cái phần thay đổi xử trí. Còn cái phần mà để khám là siêu âm đúc đây động mạch thế nào thì cái đấy đáng lẽ là phải học đấy, nhưng mà không kịp nữa nên là cô sẽ để các bạn về tự học. Có gì thắc mắc thì có thể gửi câu hỏi về bộ môn, thầy cô sẽ sẵn sàng giải đáp. Bộ môn ngoại thì cũng có một cái page, đó là để các em có thể trực tiếp là trên đó thì các thầy cô cũng sẽ trao đổi các ca lâm sàng, không nhiều, nhưng mà nếu các em có câu hỏi thì có thể hỏi trực tiếp. Và các thầy cô cũng trong bộ môn cũng chính là admin thì cũng sẽ trả lời cho các em luôn nhé. Thì thái độ xử trí thì trong trường hợp có vết thương thì cái này cô nghĩ là các bạn sẽ thích hơn cái phần vết thương tim. Cái vết thương tim nó cao siêu quá, đúng không ạ? Tỷ lệ gặp nó không nhiều, trong khi vết thương mạch máu thì có thể là các em học gặp hàng ngày luôn, gặp hàng ngày luôn, ở mọi nơi các em đều gặp vết thương mạch máu và các em biết xử trí một cách đúng cách thì ok là các em đã cứu được rất nhiều người rồi, đồng thời là các em cảm thấy mình rất có ích, đúng không? Mới y 2 luôn mà đã biết xử trí vết thương mạch máu rồi. Đó thì cô có một cái câu hỏi này này, là khi các em có một vết thương ấy, bình thường ngày xưa cô ở quê ấy, là cô bị đứt tay này này, cô mà cắt được tay này này, bình thường chắc là bố mẹ em hoặc là anh chị em các em sẽ xử trí như thế nào? Lỡ mà bị cắt vào tay như này này thì ngay lập tức là người nhà các em sẽ làm như nào? Có người sẽ lấy cái lá cây ấy cô, xong rồi lá cây à? Vò nát đi xong rồi đắp vào đấy ạ. Đắp vào đấy, rồi lấy lá cây đắp vào đấy, kiểu dùng nhựa để cầm máu cho tay vào mồm, hoặc là sử dụng băng cá nhân thôi ạ. Thuốc lào, băng cá nhân, băng cá nhân, rồi ok, cái này là hay dùng nhất đúng không? Cái băng cá nhân là hay dùng đấy. Có một bạn đã nói là thuốc lào, thì rất nhiều nơi sử dụng thuốc lào và không phải là ở mỗi ở quê đâu mà ở xung quanh đây, mà ngày mà cô trực cấp cứu ấy, phần lớn bệnh nhân vào là các bệnh nhân là ngay lập tức phải nhét thuốc lào đấy cầm máu. Tuy nhiên là đấy là dân gian thôi, dân gian thôi, chứ còn lại thực tế là khi các em là bác sĩ rồi thì các em phải khuyên bệnh nhân là không nên cho thuốc lào vào, cái đấy không đúng đâu nhé. Thì theo cái chia sẻ các bạn mà cô thấy là từ ngày cô bé, cây lông cu li đúng rồi, thấy các cụ ngày xưa cũng bảo là có tác dụng cầm máu đấy, thì cô thấy là khi mà cô bị đứt tay thì việc đầu tiên là mẹ cô sẽ chạy ra là tìm một cái tấm vải nào nó thật sạch, cây nhọn nồi à? Đúng rồi, cũng đúng. Các bạn nhiều kinh nghiệm quá nhỉ, nhiều kinh nghiệm hơn cô luôn. Là mẹ cô là sẽ tìm ngay ở đấy một cái mảnh vải nào đấy thật sạch, sau đó là cuốn vào tay cô, ép lại. Sau đó là nếu mà vết thương nhỏ thì nó ngừng chảy, nó tự ngừng chảy thôi. Hoặc là nó sẽ hình thành cái cục máu đông lại, xong rồi nó tự khỏi. Mà nặng hơn rồi cứ thấy nó chảy dòng dòng ra thì bắt đầu lại đưa đến viện hoặc đến trạm xá để người ta khâu lại cho. Đấy là bình thường. Không biết là ở nhà cô thế hay nhà các em
thế nào thì nhà cô thì thấy bố mẹ cô không lôi thuốc lào ra để cho vào cái thuốc lá, nhưng mà thấy là hàng xóm thì bảo là gì lúc đấy phải lấy thuốc lào nhét vào chứ. Hoặc là ở quê cô thì cũng hay dùng cái cách là ông bà cũng hay dùng cái cách là lấy nhọ nồi cho vào, thì nhọ nồi nó có tính chất cầm máu gì đấy đúng không ạ, cây lông cu li cũng đúng. Thế nhưng mà thế này ạ, các bạn ạ, đây như cái câu chuyện đầu tiên cô kể là về cái cách mà mẹ cô chạy đi cầm lấy một cái mảnh vải sạch xong cuốn vào tay cô. Hay là bạn có một bạn bạn Đức à, bạn ấy vừa nói là em sẽ dùng cái băng thôi em dính dính lại đúng không? Thì đây là cái cách đầu tiên đấy ạ, đây chính là cái phương pháp đầu tiên trong cái xử trí vết thương mạch máu, đó là băng ép vết thương. À, nghe thì đơn giản nhưng đây chính là một cái phương pháp sử dụng nhiều nhất và hiệu quả nhất, băng ép vết thương. Mai sau ấy các em đi vào phòng cấp cứu ấy thì các em thấy một hiện tượng này, một bệnh nhân đang có vết thương chảy máu và câu đầu tiên của các anh chị bác sĩ sẽ là sinh viên ơi, băng ép vết thương cho bệnh nhân, giúp anh chị xong cho bệnh nhân đi chụp X quang của anh chị. Và đấy là câu cửa miệng của cô luôn, tức là em băng ép vào xong cho bệnh nhân đi chụp X quang nhé. Đấy, các em mai sau cũng thế. Thế thì cái băng ép này là cái gì? Cái băng ép này nó rất đơn giản thôi, không phải là galo. Rất nhiều bạn bảo là galo vết thương lại, không phải. Băng ép là gì? Băng ép là người ta sẽ dùng các dụng cụ sạch, sạch nhất có thể. Nhưng mà trong bệnh viện thì chúng ta sẽ dùng các cái gạc ấy. Ví dụ cô nói là bệnh nhân đang bị vết thương ở bàn tay chị nó đây, cô sẽ dùng một cái gạc sạch đúng không? Cái gạc sạch cô đắp vào đây này, xong cô dùng băng cuốn xung quanh, dùng băng và ép lại thì người ta gọi là băng ép. Và cái băng ép này trông thì tưởng là nó đơn giản nhưng nó có tác dụng ép các cái mạch ở vị trí này lại và cầm máu trong trường hợp khá hiệu quả trong gần hầu hết các vết thương. Nhưng là các vết thương có tổn thương của tĩnh mạch thì mới hiệu quả thôi. À, các em đã bảo là các em bảo là ôi rồi tại sao mà băng ép rồi mà máu vẫn cứ liên tiếp chảy thành dòng, thì lúc đấy đã băng ép rồi gọi là hiện tượng băng ép vẫn không hiệu quả, thì trong đầu chúng ta phải nghĩ rằng một là vết thương này nó có tổn thương rất nhiều tĩnh mạch hoặc có cả tổn thương các tĩnh mạch lớn chẳng hạn, đúng không? Hai là phần lớn sẽ tổn thương động mạch. Khi mà tổn thương động mạch thì phần lớn băng ép không thể hiệu quả được, vì các em biết là tốc độ phun máu của động mạch nó rất là nhanh, mà nếu mà các em dùng một cái băng này xong em cuộn lại xung quanh thì nó chỉ hiệu quả đối với mao mạch và tĩnh mạch thôi, còn động mạch thì gần như không hiệu quả. Đấy, vậy cái phương pháp đầu tiên là băng ép, nhưng vì chúng ta là bác sĩ nên các em phải băng ép bằng các cái dụng cụ gì nhỉ, sạch sẽ nhất, là mang tính chất vô khuẩn càng cao càng tốt. Giống như là gì nhỉ, bạn ấy dùng một cái miếng bạn mạo lợi gì nhỉ, giống như là gâu đúng không, nó vẫn là sạch này. Hoặc là mẹ cô có tìm một cái khăn sạch để băng lại, hoặc là khi các em đến phòng cấp cứu thì các em sẽ lôi cái gạc ở trong cái gói gạc vô khuẩn để các em băng lại đấy nhá. Nên tại sao là khi các em bác sĩ các em không khuyến cáo sử dụng những cái là thuốc lào này, cọ nhỏ nồi này, cái lông cu li này, bởi vì những cái đấy thì sạch hay không chả biết. Với lại là nếu mà những cái vết thương nhỏ thì ok có thể cầm máu được, do là có cái tính chất co mạch gì đấy thì cũng không rõ, nhưng mà nếu các vết thương lớn thì đấy vô tình nó lại gì nhỉ, nó có thể nhiễm trùng ngược chiều.
Xin lỗi các em một tí, cùng chúng ta học khoảng 10 phút nữa là xong rồi, không bị mất mạng. Học 10 phút nữa rồi nhé. Thì khi mà cái phương pháp đầu tiên là phương pháp băng ép không hiệu quả thì chúng ta phải nghĩ đến trường hợp này là không phải tổn thương mạch mao mạch đâu, và cũng không phải tổn thương tĩnh mạch đơn thuần đâu, mà có khả năng rất cao là tổn thương vào động mạch rồi, đúng không ạ? Băng ép không hiệu quả, chúng ta sẽ chuyển đến phương án số 2. Phương án số 2, à, khi mà băng ép không hiệu quả đấy thì chúng ta phải nghĩ phương án số 2 đó là gì nhỉ? Là khả năng động mạch bị chảy máu rồi. Thì các em có đề xuất gì cô với cô trong trường hợp này không? Nếu mà băng ép không hiệu quả, chúng ta là bác sĩ phải giải quát luôn nhé, là phương pháp. À, xem một bạn nào. Thắt ạ. Ồ, cần tương tự như thế nhá, cần tương tự như thắt. Caro chưa caro trong trường này đâu. Caro tí nữa. Caro một cái phương pháp mà không được, tức là hiệu rất hiệu quả nhưng mà không được chỉ định một cách tùy tiện được em ạ. Phương pháp Caro là cái phương pháp có nhiều biến chứng, thì người ta gọi là chẹn, phương pháp chẹn động mạch. Chẹn động mạch thế nào? Nếu mà trong trường hợp mà các bạn đang ở ngoài đường mới chợ để thấy bệnh nhân có vết thương đúng không? Em nhìn thấy máu nó phun thế này. À, quên mất, lúc ấy còn chưa dạng các bạn phân biệt vết thương động mạch với vết thương tĩnh mạch rồi. Tí nói lại sau. Khi mà động mạch, cái vết thương tĩnh mạch ấy, thì nó sẽ loang, nó sẽ chảy máu cổ loang ra. Nhưng máu nó phun thành tia như thế này thì khả năng cao là vết thương động mạch rồi. Và vết thương động mạch thì các băng ép không được, các em có thể phương pháp dùng chẹn động mạch. Chẹn động mạch là thế nào? Không phải cái gì cao siêu, các bạn dùng ngay cái ngón tay của em ấy, em đeo găng vào, các em chẹn ở phía trên động mạch, đúng ở cái phía trên mà máu đang chảy này. Đấy thì sẽ cầm được ngay, em chẹn động mạch vào. Còn lại cái phương pháp alo là gì? Là người ta dùng cả một cái băng chun hoặc là cái dụng cụ, người ta siết toàn bộ cái vùng khúc chi này, làm cho tất cả các động mạch khác, cái mạch máu khác nó không có nguy cơ, nó không thể nuôi được cái vùng chi dưới nữa. Mà nếu các em không kiểm soát thì cứ hoại tử chi còn nhanh hơn. Nên là cái phương pháp chẹn động mạch là các em sẽ chẹn vào đúng cái động mạch đang chảy thôi, là phương pháp chẹn động mạch. Bạn em nói cái phương pháp thắt mạch là chính là phương pháp chẹn động mạch, nhưng chỉ có khác là về cái dụng cụ khác nhau thôi. Chẹn động mạch là các em có thể dùng tay, còn phương pháp thứ hai là các em sẽ chẹn động mạch hoặc là gì nhỉ, các bạn vừa nói đến là gì nhỉ, cặp hay là thắt động mạch hay thắt mạch thì không đúng lắm, người ta gọi là kẹp mạch. Kẹp mạch đấy là phương pháp này thường dùng ở phòng cấp cứu. À, các em bệnh nhân vào phòng cấp cứu luôn, các em có biết cây ly không? Có một cái dụng cụ mà cô gọi là cây ly, nghe thì nguy hiểm vậy thôi, cái banh cắp bông của các chị điều dưỡng. Thế nhưng mà trong ngoại khoa thì người ta gọi là cây ly là cái dụng cụ, cái banh mà hai đầu nó không có cái mấu, cái banh này đưa ra này, biết vậy là cô chuẩn bị cái banh để cho các em xem hay là cái cây ly là cái gì? À, banh không mấu là cái mà giống như cái banh. À chính xác, cái banh không mấu thì người ta gọi là cây ly nhá. Đó, còn cái banh mà đầu nó có mấu thì người ta gọi là, có nhiều cách người ta gọi là cô xe hoặc là cô chờ. Đấy, thì đây là có mấu thì người ta gọi là cô xe hoặc cô chờ. Cái có mấu thì không bao giờ người ta kẹp mạch rồi, đúng không ạ? Có mấu thì người ta dùng để kẹp những cái mô mà người ta xác định là vứt đi, là những cái mô mà dai thì người ta dùng có mấu. Còn mạch là cái cần phải bảo vệ tuyệt đối, người ta dùng cái banh không mấu, có cái tên là cây ly. Cái băng này là làm sao? Là các em sẽ dùng, là vết thương đang chảy máu này, các em dùng bông em chấm để lộ ra cái đầu cái máu, cái đầu mạch máu đang phun, em dùng cái cây ly em kẹp cái lại. Đó. Cây ly có tác dụng của nó là gì? Nó kẹp cái mạch để nó gọi là dụng cụ cầm máu, mà nó kẹp ngay cái mạch để cầm máu lại. Đồng thời cái thành mạch máu không bị tổn thương. Là cái tác dụng của cây ly là thế. Em kẹp vào mạch máu nhưng mà cái thành mạch máu nó không bị tổn thương. Sau khi mà các em cấp cứu xong rồi, chuẩn bị lên phòng mổ rồi, là các em sẽ lại tiến hành nối mạch lại bình thường. Chứ còn các em cắt dùng các dụng cụ khác, ví dụ là dùng cái có mấu em kẹp vào xong rồi thành mạch nó bị nát bét ra thì còn nối cái gì được nữa, đúng không ạ? Thì bạn ấy có một bài bạn nói là thắt mạch, thì thắt mạch là như nào? Thắt mạch thì nó có trong sách giáo khoa, nó có cái quy tắc thắt mạch. Thắt mạch chỉ xảy ra khi mà các vùng được thắt
tức là cái vùng đấy người ta xác định là có cái tuần hoàn bằng hệ, à xin lỗi, có cái tuần hoàn để thay thế. Tức là nếu mà cái này em phải nắm sức vũ giải phẫu nhất, em phải biết chắc rằng cái vùng đấy là thắt, em thắt cái mạch đi rồi thì vẫn có mạch ở vùng khác nuôi thì các em mới được thắt. Còn ví dụ mà em đi thắt động mạch khoeo là các em dở rồi đúng không ạ? Động mạch khoeo nó không có động mạch thay thế, em thấy ôi động mạch khoeo đang chảy máu nhiều quá, thế là các em lấy chỉ ra các em buộc luôn, các em thắt luôn rồi, xong các em khâu lại, thế là xong, thế là để sang em sau thì chi đen xì lại, thế là đi cắt cùng, thế là xong đúng không? Thế là cứu mạch để làm gì, trong khi đấy thì mai để đi cưa chân. Thế nên là cái thắt mạch cần phải rất cân nhắc, đó là mình phải xác định rằng cái mạch này dù có thắt đi thì vẫn có mạch khác nuôi thì chúng ta được thắt, còn lại không thì chúng ta chỉ được kẹp thôi, dùng cây ly kẹp một cái xong bắt đầu tính tiếp, xong tháo ra lại nối lại chứ không thắt nhá. Thì cho các bạn hiểu rồi, thì cái phương pháp chẹn mạch là cái phương pháp tạm thời, kẹp mạch cũng là tạm thời, sau đó xử lý tiếp. Phương pháp cuối cùng cô mới giới thiệu các bạn đó là phương pháp Caro. Caro là cái phương pháp mà được xếp số 4, bởi vì là để nhắc nhở các bạn rằng là Caro là phải cẩn thận. Mặc dù Caro được dùng rất nhiều nhưng mà phải cẩn thận. Cẩn thận là gì? Cẩn thận là về thời gian. Vừa nói với các em là 6 tiếng là thời điểm chuyển từ tổn thương có hồi phục hoàn toàn sang tổn thương không hồi phục hoàn toàn. Do vậy Caro cũng tương tự như thế, người ta phải cân nhắc cái mức 6 giờ. 6 giờ tức là gì? Người ta không bao giờ được Caro liên tục quá 6 tiếng. Bởi vì nhá, các em kẹp mạch cái chẹn động mạch thì nó chỉ tác động vào đúng cái động mạch đang chảy máu thôi. Nhưng em làm cái động tác em Caro lại này thì toàn bộ cái mạch ở đoạn chi này là các em thắt lại rồi. Và cái chi này có khi các em không nhúng tay được Caro, có khi nó còn mạch khác nó nuôi chi. Sau các em Caro xong các em để qua 6 tiếng không để ý, thế là cả cái chi này nó thiếu máu, thế là các em phải đâm ra làm cho bệnh nhân khổ hơn, đúng không ạ? Ngành y là gì? Ngành y là có thể không cứu sống bệnh nhân nhưng không được làm cho tình trạng bệnh nhân nặng hơn, đấy là trách nhiệm của người thầy thuốc. Nên là trường hợp mà chúng ta không đủ chuyên môn, chúng ta trình độ chúng ta chưa đủ, chúng ta có thể mời các chuyên khoa, các hội chẩn hoặc là mời tuyến trên giúp đỡ, nhưng không được giấu dốt, đúng không ạ? Phải chuyển cho bệnh nhân trong trường hợp chúng ta không điều trị được, người ta gọi là không làm tốt hơn không sao, bởi vì là có những người ta phương tiện người ta chỉ được thế, trình độ chuyên môn người ta bác sĩ chuyên khoa 1 hoặc là bác sĩ bình thường làm sao được bằng tiến sĩ phó giáo sư được, nhưng không được phép làm nặng hơn là thế. Nên là Caro phải chú ý rằng là phải 6 tiếng nhé, không được Caro liên tục vào 6 tiếng. Thế quy tắc Caro là như này: khi mà các em băng ép rồi chả hiệu quả, vẫn chảy máu đúng không, thậm chí là nó có chảy máu tùm lum, thậm chí là chảy máu nhiều mạch mà không thể nào mà chẹn được, máu chảy nhiều vào bệnh nhân có nguy cơ sốc mất máu, thì mới nghĩ đến Caro. Và có Caro có chỉ định rất tuyệt đối, có chỉ định số 1 là chỉ định Caro khi nào, khi là ví dụ cô nói ví dụ này, khi bệnh nhân bị chấn thương cái bàn tay đúng không, bàn tay của bệnh nhân là bị cả một cái xe nó nghiến qua, nó nát bét cả bàn tay luôn rồi, nó không còn ra cái hình dạng cái xương sọ gì nữa rồi mà máu nó chảy luôn, thế là em quyết trong trường hợp này em Caro được, dù là có 6 tiếng em cứ Caro cho cô, bởi vì chúng ta xác định với nhau rằng là cái bàn tay này kiểu gì cũng không cứu được, kiểu gì phải cắt cụt thôi. Cái bàn tay thì xương thì be bét, động mạch nát hết thì nối làm sao được nữa, đúng không? Thì chúng ta xác định với nhau là không cứu được cái bàn tay đấy, Caro luôn để cầm máu. Còn đấy, tổn thương mà bệnh nhân theo kiểu là cắt rời cả bàn tay ra nhé. Có những trường hợp mà người ta cắt rời cả bàn tay ra mà người ta cầm nguyên là cái bàn tay rời ra thì cái tổn thương này vẫn nối được nhé, chứ không phải là trong trường đấy là không nối được đâu. Nếu tổn thương này kiểu dao sắc cắt rời bàn tay ra thì ngay lập tức là cho cái bàn tay rời này vào trong cái thùng nước đá để ngâm bàn tay, sau đưa đến cái cơ sở để người ta có khả năng nối phi phẫu, người ta nối lại bàn tay, việc nước nối được, thậm chí là các bạn bệnh viện tỉnh rất nhiều bệnh viện nối được bàn tay. Đấy, nên là câu đầu tiên trong cái tổn thương nát bàn tay hoặc nát các đầu ngón tay ấy, thì chúng ta phải hỏi là cái bàn tay nó rời ra, có phải có những bệnh nhân mà bệnh nhân cho cái máy xay thịt đấy, các bạn biết không, cái máy xay thịt nó cuốn cả cái bàn tay vào máy xay thịt, thế là trong cái tổn thương của máy xay thịt thì không cứu được đâu các em ạ. Cái máy xay thịt nó nghiền tất cả các cái mạch máu, không thể cứu được. Nhưng mà trong trường hợp bệnh nhân đâm chém nhau mà lại dùng dao sắc ấy, chặt đôi bàn tay ra,
thì trong trường hợp này vẫn cứu được tối là bình thường, chứ không phải bảo là ôi đứt rời thì vứt luôn bàn tay đi, không phải thế nhé. Trường hợp mà đứt rời vết thương gọn gàng, cho bàn tay vào thùng đá xong bắt đầu chuyển bệnh nhân lên trên, người ta vẫn nối được bình thường. Thế thì đấy, cái chỉ định đầu tiên cô nói là caro trong trường hợp đó là cái bàn tay nó nát bét rồi, nó vụn dập nát quá, chi thể dập nát quá. Đây cô nói ví dụ bàn tay bàn chân thế, cái chi thể vùng dưới nó dập nát quá thể rồi, nó không thể nào mà nó hồi phục được nữa, thì các em caro luôn. Cái trường hợp số 2 là các em caro khi các em phải đảm bảo được rằng có người đi theo để nới caro một tiếng một lần hoặc 30 phút một lần, đồng thời là cái thời gian caro này phải không vượt qua 6 tiếng thì các em mới được caro. Hiểu ý không? Tức là các em đưa bệnh nhân lên xe cấp cứu phải có người đi theo để người ta nới caro cho bệnh nhân, hoặc là cái tuyến mà các em đưa bệnh nhân đến cấp cứu ấy, chứ các em đưa ngày mai bệnh nhân đến nơi đúng không, bệnh nhân ở Cao Bằng hay là ở vùng Hà Giang thì đấy không đi xe tốc tắc ngày mai mới đến Hà Nội, thế là xong cứ caro lại ngày mai đến thôi hỏng rồi, chẳng có tác dụng gì nữa. Thì chúng ta trong trường hợp đây chúng ta không chỉ định caro đâu mà chúng ta phải tìm cái phương pháp khác. Và có các nguyên tắc của caro như sau. Một, nguyên tắc đầu tiên của caro đó là không caro liên tục quá 6 tiếng, và ngày xưa là cứ 1 tiếng nới một lần, nhưng bây giờ người ta có thể sân si được cái việc là có thể 30 phút đến 1 tiếng phải nới một lần. Đấy, đấy là nguyên tắc đầu tiên trong cái caro. Cũng không biết nữa, các bạn có thể tự ghi nhớ hoặc cách có sách hoặc là viết lại. Cái thứ hai trong nguyên tắc của caro đó là cái nới caro không phải là các em đang căng caro rồi em phi và em tháo ra xong rồi em để cho bệnh tay bệnh nhân, người ta gọi là nới từ từ và siết từ từ. Tức là gì? Khi nới cũng nới rất từ từ và khi siết cũng siết rất từ từ. Đó là nguyên tắc thứ hai. Nới từ từ, siết từ từ. Nguyên tắc thứ ba đó là gì nhỉ? Là khi mà caro ấy thì các em phải đảm bảo là cắt cái vị trí vết thương từ 2 đến 5 cm. Cắt cái vị trí vết thương từ 2 đến 5 cm là thế nào? Là ví dụ ở chi trên người ta là sẽ cắt 2 cm, tức là vị trí tổn thương là chẳng hạn ở vị vùng này này thì sẽ cắt lên khoảng 2 cm là chúng ta sẽ caro. Đấy là quy tắc, đấy là nguyên tắc rồi nhá. Còn ở chi dưới thì cắt khoảng từ khoảng 5 cm. Đấy là nguyên tắc. Và thứ ba là phải bộc lộ vùng caro chứ không phải đi che lại. Ví dụ có những người là bệnh nhân bị đa chấn thương mà từ đầu đến chân chỗ nào bị chấn thương, thế sau đó là anh ấy thấy chỗ này là đang chảy máu, anh ấy caro lại xong anh ấy thả ống quần bệnh nhân lại đúng không, thả ống quần bệnh nhân xuống xong chuyển lên đến trên. Thế các bác sĩ nó khác là tập trung vào là cấp cứu những cái toàn thân rồi là tay chân, bỏ quên mất cái chân thì là bệnh nhân thả cái ống quần xuống, bệnh nhân thả ống quần xuống, thế là cái vết caro là người ta có ai bác sĩ trên người ta có nhìn thấy đâu, thế là bỏ qua. Thế đến lúc mà để ra thì chi đã tím tím rồi đúng không, thế là chuyển lên phòng mổ để cắt luôn cái chi đi, thế là xong. Nên là các em phải nhớ rằng là khi mà caro thì phải bộc lộ cái vùng caro, vẽ nó lên, nó cắt quần lên để làm sao tiến sĩ người ta nhìn thấy được, hoặc là ghi sẵn vào hồ sơ bệnh án, hoặc là thậm chí là người ta còn dán cái xanh đỏ tím vàng gì đây này để là bệnh nhân này là cấp cứu cấp mấy, kiểu kiểu như thế để người ta biết rằng là thậm chí này tại cái vị trí caro các em ghi được cả gì, giờ caro đúng không, giờ caro bệnh nhân này đã caro giờ thứ bao nhiêu rồi, giờ thứ chẳng hạn caro từ 15 giờ ngày bao nhiêu và ngày bao nhiêu đấy, để bác sĩ người ta nắm được là à bây giờ đã caro giờ chỉ còn 1 tiếng nữa là đến giờ vàng rồi, đến giờ 6 giờ thì phải chuyển ngay cấp cứu mà để tháo caro đi thôi nhá. Đấy, đấy là các quy tắc mà các em cần phải nhớ, đó là về chỉ định này, không phải lúc nào cũng caro được, không phải thích caro. Thứ hai là phải tuân theo các nguyên tắc nới caro thường quy như thế nào và bộc lộ cái vùng nới caro để tránh trường hợp xấu nhất là caro xong nhưng mà quên mất, thế là không caro thì không chết nhưng mà caro xong cũng chết. Tiếp theo là cái quy tắc, còn một quy tắc nữa đó là nới caro thế nào. Có những bệnh nhân đúng không, thế là người ta caro mười mấy tiếng sau cái bác sĩ rất là hồn nhiên là ôi rồi chi thì chỗ gì cũng hỏng rồi đúng không, thế là tháo caro ra, sau tháo caro xong bệnh nhân tử vong. Bệnh nhân tử vong đây không phải vì cái chi nó hoại tử đâu các bạn ạ, vì cái tổn thương là gì nhỉ, ví dụ cô nói là vì một cái bệnh nhân có một cái cẳng chân này, cái cẳng tay này vừa caro xong, thế là caro khoảng 15-20 tiếng rồi, là anh ấy về anh bóng rồi, thế là anh ấy tháo cái caro ra, thì ở cái vùng thậm chí là sau 24 tiếng, sau 12 đến sau 24 tiếng thì cái vùng này để nó, những cái vùng chi bị thiếu máu, vùng chi bị thiếu máu thì nó sẽ sản sinh ra cái mô hoại tử ấy, nó phóng thích ra những cái chất độc
cái chất độc này khi em tháo ra luôn rồi nó giải phóng phóng thích trong máu, nó đi ngược lại, nó gây độc vào tim, vào thận, vào não, và bệnh nhân tử vong do các cái chất độc ở phổi chi hoại tử. Vì vậy là kể cả là sau 24 giờ, 12 giờ thì không phải là em thích tháo là tháo rồi nhá. Em tháo là em phải có các phương tiện hỗ trợ cho tháo một cái. Thì cái độc tố từ cái vùng hoại tử nó sẽ phóng thích vào máu và bệnh nhân thì tử vong đấy. Chi thì đã bị cắt được rồi, xong rồi còn bị cái độc tố nó đi lại trở lại cơ thể bệnh nhân bị tử vong. Đây là một trong những nguyên tắc mà các bạn nghĩ rằng gan nó không đơn giản như là cái việc là cái chen nó xong. Thì đáng lẽ là cô còn muốn giải nhiều hơn các bạn rất là nhiều, tại vì đây là một cái hai cái bài này vừa dài vừa khó đúng không, lại vừa nhiều ứng dụng. Nhưng mà chắc là bây giờ chắc các bạn nào cũng đói rồi. Cái thứ hai là có gì mà các em còn thắc mắc thì các em có thể gửi câu hỏi lại cho bộ môn để bộ môn các thầy cô lúc nào cũng sẵn sàng đáp nhé. Thì có thắc mắc gì không? Ok, thế thì lớp mình nghỉ được chưa nhỉ? Nhất trí nghỉ chưa? Tại vì học dài thế chắc là bây giờ cũng thôi nghỉ thôi bọn nhá. Nghỉ nhá. Thế thì cô thấy là lúc đầu là 102 bạn học, dần dần 99 bạn, chắc là mấy bạn đói quá đi ăn cơm rồi. Thì lớp chúng mình nghỉ này, sau đấy thì tuần sau các bạn còn một buổi mô đun hô hấp nữa. Cô chưa có lịch em. Còn nếu mà trong trường hợp cô lại gặp lại các em thì cô sẽ giảng bù về cái vết thương động mạch này, cô cái phần cô còn chưa giải thích hết nhá. Cô okay. Xin giảng bù cho các em đi cô. Giải đáp xong. À thế à? Cô xin giảng lớp Y2A đa khoa đúng không? Thế cô. Dạ vâng ạ. Nhưng mà đây là lịch của giáo vụ của môn phân giao tiếp môn mười. Cô cứ xin đi cô, chắc là được đấy. À thế à? Cô đây đang nói chuyện với bạn lớp trưởng đúng không? Dạ vâng ạ. Ok. Thế cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe cô đến tận bây giờ nhé. Bạn Phương đúng không? Cô cũng tên là Phương. Bạn Phương vừa bảo là cô, được rồi, cô sẽ cố gắng xin dạy các em buổi sau nhé. Cô là cô Phương ở bộ môn ngoại. Thế chào các bạn nhé. Các bạn đi ăn cơm đi rồi lấy sức tuần sau học tiếp. Chào các em. Vâng, anh chào cô.